Mình chia tay đi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt nhưng không tin những lời vừa thốt ra từ miệng của anh. Cô nhanh chóng hỏi lại: anh vừa nói cái gì? Tôi nói mình chia tay đi. Anh đùa với em phải không? Tôi rất nghiêm túc. Tại sao chứ? Chẳng phải tình cảm của chúng ta đang rất tốt đẹp hay sao? Đó là em nghĩ vậy thôi. Còn tôi thì không. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa. Cái gì? Anh nói không hợp nhau sao? Chẳng phải 4 năm qua chúng ta rất hợp nhau sao? Đó là trước kia thôi. Còn bây giờ em nhìn lại bản thân của mình đi. Tôi đường đường là một trưởng phòng, tương lai rộng mở sáng lạng, sao có thể sánh bước bên người con gái tầm thường như em được chứ? Hắn nhìn cô từ đầu đến chân rồi lắc đầu chẹp miệng. Một người tầm thường sao? Tay cô nắm chặt lại. Đúng vậy. Em tự nhìn lại bản thân của mình đi. Sao em không chịu thay đổi bản thân của mình cho phù hợp với thời đại vậy? Trông em thật quê mùa. Đi với em tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Cô cười chua chát nhìn người đàn ông mà cô đã yêu suốt 4 năm qua. Thì ra đây là lý do sao? Chẳng phải trước kia anh nói thích con gái giản dị, mộc mạc hay sao? Tôi như thế này là vì ai? Cô hét lên. Trước kia khác, bây giờ khác. Em phải hiểu thời thế chứ. Em nhìn xem, tôi chán đến tận cổ rồi. Mình kết thúc thôi. Vậy 4 năm qua anh coi tôi là cái gì? Chắc chỉ là sự rung động nhất thời thôi. Bốp. Anh là cái đồ khốn nạn. Anh đưa tay lên lau vệt máu trên khóe miệng, khẽ cười. Hai cái tát này coi như chúng ta không ai nợ ai. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh. Được thôi, chúng ta chia tay. Tôi hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, chào em. Hắn rời đi rất lâu rồi nhưng cô vẫn còn đứng chôn chân ở đó. Tình yêu mà cô luôn vun vén, người mà cô luôn tin tưởng yêu thương, đã đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Nước mắt mặn chát rơi xuống gò má trắng hồng. Trái tim cô vụn vỡ. Tình cảm 4 năm qua vụt qua như một cơn gió. Tất cả chấm hết, kết thúc một cuộc tình ngang trái. Trái tim cô tan nát. Có phải là cô đã quá sai khi tin tưởng vào đàn ông không? Lau nước mắt, cô đứng dậy đi về phòng. Cô mệt mỏi nằm xuống giường. Ký ức ngày đầu cô gặp hắn lại ùa về. Cô và hắn quen nhau khi cả hai cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ của trường. Cô là sinh viên mới, còn hắn thì trước cô một khóa. Ấn tượng đầu tiên của cô khi thấy hắn là một chàng trai cao to và có nụ cười tỏa nắng. Giây phút hắn bắt gặp cô đang say sưa nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau khiến mặt cô đỏ bừng. Trái tim cô lỗi mất một nhịp. Cô vội quay mặt đi nơi khác. Mấy hôm sau đó, hắn chủ động đến làm quen và trò chuyện cùng với cô. Chào em, chắc em là sinh viên khóa mới phải không? Thấy hắn bắt chuyện, cô ngại ngùng đỏ mặt, cúi đầu trả lời lý nhí. Vâng, chào anh. Anh là Khánh, đội trưởng câu lạc bộ, rất vui được làm quen với em. Chào anh, em tên là Ái Linh ạ. Em rất xinh, tên cũng hay nữa. Nghe hắn khen mà trái tim cô cứ đập loạn xạ. Anh quá khen rồi. Hắn nở nụ cười tươi nhìn cô. Được rồi, không chọc em nữa. Nếu mà có gì khó khăn cứ nói với anh nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Hắn rời đi rồi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy. Mãi tới khi nghe cái giọng chanh chua đánh đá vang lên, cô mới giật mình tỉnh mộng. Đó là giọng của Kitty, bạn thân từ bé của cô. Này, nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế hả? Có đâu, mà nãy giờ mày đi đâu thế? Nó thở dài nhìn cô. Tao chán quá, nếu không phải bị ba mẹ bắt ép tao thì chắc tao chẳng bao giờ đến cái nơi nhàm chán như thế này. Thôi, cố gắng lên. Mà này, tao muốn xin ba mẹ cho ra ở trọ cho tiện đi lại đấy. Mày có muốn ở chung với tao không? Thật không? Ly vui mừng nhảy cẫng lên. Thật. Tao yêu mày quá Linh à. Ba mẹ tao mà biết ở chung với mày ấy, thì nhất định sẽ đồng ý ngay. Ừ, tại tao ngoan hiền nên hai bác tin tao là đúng rồi. Còn ba mẹ tao mà nghe tao ở với mày thì chắc... Chắc cái gì? Chắc sẽ bắt tao ở nhà mất. Thật sao? Mặt Ly ỉu xìu. Tao giỡn á. Mày biết ba mẹ tao cũng thương mày như con trong nhà mà. Sao mà nỡ không cho hai đứa ở cùng nhau chứ? Mày cứ làm tao hết hồn à? Ly đưa tay lên làm cái bộ phút ngực. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ly là bạn thân thiết của cô. Nó rất thẳng thắn, tính chơi bời nhiều hơn là học. Cô và Ly luôn trái ngược nhau về gu ăn mặc cũng như tính cách, nhưng lại chơi với nhau rất thân. Nếu tìm ra được một điểm chung giữa hai người thì chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là cả hai đều rất xinh đẹp.
Ái Linh có một khuôn mặt khả ái, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong phút và mái tóc dài ngang lưng, tất cả tạo nên một nét đẹp tự nhiên, hài hòa. Còn về Trúc Ly, cô có một nét đẹp sắc sảo, quyến rũ, ăn mặc phá khách, khiến cho người ta muốn ngắm mãi không thôi. Cả hai đi cùng với nhau gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một cô gái xinh đẹp tự nhiên, một cô gái xinh đẹp sắc sảo, sự trầm trồ, khen ngợi không ngớt. Quay trở lại thực tại, cô lấy tay lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Ly. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nghe máy. Tao nghe nè, có gì không? Mày đi đâu từ sớm vậy? Tao đi mua ít đồ, cũng sắp về rồi. Mà này, giọng mày sao thế? Có chuyện gì? Tự nhiên nghe giọng Ly lo lắng cho mình, cô tự nhiên bật khóc. Này, Linh, mày nghe tao nói không đấy? Được rồi, bình tĩnh đi, tao về liền đây. Cô cúp máy rồi khóc như một đứa trẻ. Chuyện này đối với cô quá sốc, cô vẫn chưa thể chấp nhận được. 10 phút sau, Ly hối hả chạy thẳng vào chỗ cô ngồi, còn chưa kịp thở đã vội vàng hỏi tấp nập. Mày làm sao? Sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra? Ly ngồi xuống cạnh Linh, đưa tay lên lau nước mắt. Nói tao nghe xem nào, chuyện gì tao sẽ giải quyết giúp mày. Cô nín khóc, ngước lên nhìn Ly. Bọn tao chia tay rồi. Sao chứ? Sao lại chia tay? Chẳng phải mày với Khánh đang hạnh phúc sao? Chia tay lúc nào? Lúc nãy. Anh ta bỏ mày sao? Cô khẽ gật đầu. Lý do là gì? Anh ta nói trông tao quê mùa, không xứng với anh ta. Còn nói là một trưởng phòng, tương lai rộng mở, không thể quen một đứa tầm thường như tao được. Thằng khốn, nó dám nói với mày như vậy sao? Ừ, cũng may là tao với anh ta chưa có chuyện gì xảy ra, chứ không tao chết mất. Ừ, cái loại đó không đáng để mày bận tâm nữa đâu. Mà này, mày có nói cho thằng cha đó biết về gia đình mày chưa hả? Tao chưa, định vài hôm nữa dẫn về nhà gặp bố mẹ tao luôn. Ai ngờ thành ra thế này. Mà nếu anh ta biết về gia đình tao thì chắc gì đã chia tay tao. Cũng đúng, nhờ vậy mới biết được bộ mặt thật của thằng cha đó đều đến mức nào. Ừ, nhờ vậy mới hiểu được tình cảm của người ta với mình. Thôi bỏ đi, đừng buồn nữa. Giờ mày tính thế nào? Tao tính trở về nhà. Dù sao ba mẹ cũng muốn tao về nhà ở hơn. Ừ, vậy thì mình cùng nhau về. Bây giờ mày hãy quên thằng khốn nạn đó đi. Hắn không xứng đáng với mày đâu. Tao biết rồi, mà này. Sao? Ngày mai đi với tao đến nơi này nha. Tao muốn mày tư vấn để thay đổi bản thân. Ok, gặp chuyên gia như tao, mày sẽ trở nên tỏa sáng nha. Ừ, cảm ơn mày, bạn tốt của tao. Tao rất vui về quyết định của mày. Nhất định mày phải đẹp lồng lộn lên cho cái thằng khốn nạn đó sáng cái mắt ra. Cô bật cười với cách nói chuyện của con bạn đanh đá đáng yêu. Nói chuyện với Ly, cô cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Tuy nói là quên, nhưng làm sao có thể quên trong phút chốc. Những năm qua, chỉ có cô ôm mơ mộng hão huyền. Còn nhớ ngày hắn mới tìm được việc, cô vui mừng biết bao khi người cô yêu biết cố gắng vươn lên để lo cho tương lai hai đứa. Những mơ ước được hai người vạch sẵn trong tương lai, cô từng cảm thấy mình may mắn khi được ở bên hắn. Những lời hứa hẹn, những lời yêu thương ngọt ngào mà hắn từng dành cho cô, tất cả mọi thứ bây giờ đều tan thành bọt biển. Nước mắt cô rơi. Sao lại khóc nữa rồi? Tiếng của Ly kéo cô về thực tại. Tao đau lòng quá Ly à, tao vẫn chưa thể tin được. Mạnh mẽ lên, có tao ở bên cạnh mày mà. Rồi cái tên khốn đó sẽ phải hối hận thôi, tin tao đi. Ly ôm cô vào lòng an ủi. Cô như đứa trẻ con khóc nhè. Khóc nốt hôm nay thôi đấy nhá. Tao không cho phép mày khóc với cái tên đàn ông xấu xa đó nữa đâu. Ừ, chỉ hôm nay nữa thôi. Và lần sau cuối, em khóc cho người em yêu. Và cơn đau ấy đã giúp em mạnh mẽ hơn. Để rồi anh biết, thế giới em không còn anh, vẫn cười và tập sống không anh. Em bước đi trên con đường mai sau. Đúng vậy, cô nhất định phải mạnh mẽ, cô phải xinh đẹp, cô phải thành công. Cô khóc, cô yếu đuối cho ai xem? Nước mắt có làm cho tình yêu của cô quay lại được không chứ? Nước mắt có trả lại người đàn ông cô yêu được không? Không hề, tất cả chấm dứt rồi, kết thúc tất cả rồi. Cô lau nước mắt đứng dậy. Tao ổn rồi, mình thu dọn đồ thôi. Ổn thật không đấy? Ly nhìn cô ngờ vực. Thật mà.
Cô nặn ra nụ cười méo xệch nhìn Ly. Vậy mình dọn đồ thôi, lát nữa tao gọi bác Tài qua đón. Cảm ơn mày nhiều lắm. Muốn cảm ơn tao ấy thì mời tao bữa cơm đi. Chuyện nhỏ ấy mà. Hai người vừa xếp đồ vừa tán gẫu. Ly luôn biết cách làm cô cười, chỉ có nó là chưa bao giờ rời bỏ cô. 4 giờ chiều, ngay trước dãy phòng trọ, có một chiếc Ferrari mới tinh đỗ trước cửa phòng của hai người. Cô và Ly thấy bác Tài bước xuống thì vui vẻ chào hỏi. Con chào bác. Chào hai đứa, lâu quá rồi mới gặp, hai đứa sinh ra nhiều đó nha. Bác quá khen rồi, bọn con vẫn vậy mà. Ly nhanh nhảu đáp. Để bác cất hành lý cho. Vâng ạ. Cả hai cùng đồng thanh. Cô và Ly nhanh chóng lên xe về nhà. Ngồi trên xe, cả ba người nói chuyện rôm rả, làm cô cũng thoải mái đầu óc. Xe dừng ở nhà cô là một ngôi biệt thự to lớn được xây theo phong cách châu Âu. Bước xuống xe, cô nhanh chóng lấy vali rồi chào tạm biệt bác Tài và Ly. Đứng nhìn căn nhà yêu quý của mình, cô nở một nụ cười tươi, đưa tay lên bấm chuông cửa. Khoảng nửa phút sau, dì Sáu chạy ra mở cửa. Vừa thấy cô, dì Sáu đã vui mừng chạy đến ôm chầm cô, rối rít hỏi han. Linh, sao giờ con mới chịu về? Dì nhớ con lắm. Giờ con về rồi mà dì, ba mẹ con đâu dì? Ông bà chủ đang ở trong nhà, con mau vào đi để dì xách đồ cho. Ông bà chủ mà biết con về sẽ vui lắm đấy. Vâng, mình vào thôi dì. Dì Sáu là giúp việc nhà cô, dì làm ở nhà cô cũng hơn 20 năm rồi. Từ bé, cô được dì chăm sóc nên cô rất yêu quý dì. Cô chưa bước đến cửa đã cất tiếng lạnh lót gọi ba mẹ. Ba mẹ ơi! Nghe tiếng của con gái, hai ông bà giật mình, tưởng là mình nghe nhầm. Anh, em nghe hình như là tiếng con bé nhà mình. Phải không em? Sao con bé lại về giờ này chứ? Chắc là con về đấy, để em ra xem sao. Anh đi với em. Ba mẹ cô vừa đứng dậy thì thấy cô con gái đã vào nhà. Ba mẹ, con về rồi này. Nhìn thấy con đang chạy vào, mẹ cô liền giang tay ra, ôm cô hôn túi bụi. Bố đứng bên cạnh cười hiền. Mẹ, con nhớ mẹ. Ôm hôn mẹ xong, cô quay sang hôn ba. Ba. Cô thơm vào má ba chụt một cái. Con gái chịu về nhà rồi sao? Để mẹ ngắm xem nào. Sau vài tháng không gặp, con gái sinh ra nhiều đấy. Con vẫn vậy mà mẹ. Có thấy sinh đâu, ba mẹ cứ trêu con. Bé con này, sau nay lại chịu về nhà thế? Bình thường ba mẹ bảo về con có chịu đâu. Mẹ cô véo nhẹ vào má cô. Tại con nhớ nhà, với lại lâu rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu. Con thèm cơm nhà nên quyết định đi về ở nhà luôn đây này. Con về luôn sao? Có thật không? Mẹ cô vui mừng ra mặt. Thật à? Con về ở với ba mẹ, sợ ba mẹ không nuôi con thôi. Nuôi cả đời cũng được ấy chứ. Ba cười nhìn cô. Con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba mẹ. Lâu rồi cả nhà mình chưa được ngồi ăn chung. Ba mẹ cô bật cười với độ đáng yêu của cô. Cô lên phòng của mình, căn phòng vẫn vậy. Suốt thời gian đi học, cô rất ít khi về nhà. Mặc dù cô không ở phòng này rất lâu rồi, nhưng nó rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chắc mẹ và dì Sáu thường xuyên lau dọn. Cởi hết đồ, cô cho vào trong bồn tắm, xả nước thật nhiều, rồi nằm thư giãn. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Chọn cho mình chiếc đầm suông màu trắng rồi xuống nhà ăn cơm cùng với ba mẹ. Cơm nước xong xuôi, cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cô đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, ấm áp. Thì... Này, con sâu ngủ kia, giờ này mà chưa chịu dậy hay sao? Tiếng Ly hét to hết cỡ. Dụi mắt ngồi dậy, nhìn Ly đang làm loạn ở trong phòng mình. Cô nhăn nhó. Mới sáng ra tìm tao làm gì? Này, mày quên hôm nay mình đi đâu rồi hả? Đi đâu cơ? Cô nói tỉnh bơ. Thế hôm qua là đứa nào nhờ tao đi cùng để tư vấn làm đẹp thế? À ừ, tao quên mất đấy. Xin lỗi mày nha, đợi tao chút. Cô bước xuống giường, phi thẳng vào nhà tắm. Cô thay quần áo xong rồi bước ra ngoài. Mình đi thôi. Mẹ ơi, con ra ngoài chút nha. Ăn sáng rồi hãy đi con. Dạ thôi, lát nữa con ăn với cái Ly luôn. Chào ba mẹ con đi. Chào hai bác con đi. Hai đứa cẩn thận đi nhá. Dạ. Một ngày dài mệt mỏi, vật vã cũng đã trôi qua. Đứng trước gương nhìn ngắm, cô thoáng giật mình với sự thay đổi đáng kinh ngạc này. Nhỏ Ly cứ trầm trồ, khen ngợi không ngớt. Tao biết mày trở nên xinh đẹp, quyến rũ thế này,
Tao đã sớm đưa mày đi làm đẹp từ lâu rồi. Mày cứ nói quá. Tao nói thật đấy, mày quá đẹp. Ừ thì tao đẹp, giờ thì đi về được chưa? Được rồi, hôm nào phải khao tao một chầu đó. Chuyện nhỏ. Cả hai cùng trở về nhà, xe dừng trước cổng. Ly, vào nhà tao ăn tối rồi về. Thôi để lúc khác đi, giờ tao về tắm rửa đã, đi cả ngày rồi. Ừ, vậy lúc khác nha, bye nha. Ừ, bye, tao về đây. Cô mở cửa bước vào, ba mẹ đang ngồi ghế xem phim. Cô rón rén xách đồ đi lại chỗ ba mẹ. Ba mẹ, con về rồi. Rời mắt khỏi tivi, ngước lên nhìn cô con gái, ba mẹ cô không khỏi ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Trước mặt họ là một cô gái với mái tóc uốn xoăn, hơi nhuộm vàng. Trên người cô đang mặc một chiếc váy trắng búp bê, nở nụ cười tươi. Ba, mẹ. À, ừ, con làm thế nào mà thay đổi như vậy? Lâu lâu con muốn thay đổi bản thân một chút mà ba mẹ. Con làm ba mẹ, chút nữa thì không nhận ra con rồi đấy. Ba cô trêu cô. Bộ con xấu lắm sao ạ? Không không, con gái ba rất xinh đẹp. Phải đó, con xinh lắm. Mẹ rất vui vì con chịu chăm chút cho bản thân hơn rồi. Cả gia đình cười nói vui vẻ. Ba mẹ cô rất hài lòng về sự thay đổi của cô. Cơm tối xong xuôi, cả gia đình ngồi bên nhau xem tivi. Cô đang ngồi thần thơ suy nghĩ thì ba cô lên tiếng. Con gái, tối mai có bận gì không? Dạ không ạ. Có chuyện gì hả ba? Ừ, tối mai ba bốn con đi cùng với ba tham dự một buổi tiệc. Con sao ạ? Sao ba không đi với mẹ? Mai mẹ có hợp đồng quan trọng với đối tác nên ba muốn con đi chung với ba. Dạ vâng, vậy mai con sẽ đi với ba. Cả ngày hôm đó, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, từ trang phục đến make up. Tối nay cô nhất định phải thật xinh đẹp. Tuy là con gái của một gia đình giàu có, danh giá, nhưng những bữa tiệc lớn và sang trọng như vậy cô chưa bao giờ tham gia, bởi vì cô tự thấy nó không phù hợp với mình. Nhà cô cũng giàu lắm. À mà không, phải nói là rất rất giàu. Ba cô là chủ tịch công ty TH, một công ty đứng đầu về ngành xây dựng. Còn mẹ cô là một trong số những nữ doanh nhân giỏi, chuyên về thiết kế nội thất. Vì cô là đứa con gái duy nhất nên ước tính số tài sản mà cô được thừa kế lên đến hàng tỷ đồng. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ bảo vệ rất chặt chẽ, hầu như chưa bao giờ xuất hiện trước báo giới. Số thông tin ít ỏi mà họ nắm được cũng chỉ là cái tên và tuổi của cô. Đối với cánh nhà báo, cô con gái cưng của tập đoàn TH vẫn còn là một ẩn số. Bữa tiệc tối hôm nay, cô chọn cho mình chiếc đầm trắng cúp ngực đính đá sang trọng. Cô được chuyên gia trang điểm make up lộng lẫy, tóc búi lên cao, xõa vài cọng xuống, uốn cong phía trước. Sau khi make up xong, trong phòng ai cũng phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trời phú của cô, phải nói là cô đẹp xuất sắc. Cô mỉm cười đứng dậy ngắm mình trong gương. Chính cô cũng phải há miệng ngạc nhiên vì sự thay đổi quá mức như vậy. Mang đôi guốc cao, cô tự tin bước xuống nhà. Nhìn thấy cô con gái xinh đẹp như vậy, ba mẹ cô rất hài lòng và tấm tắc khen ngợi. Cô bước đến chào tạm biệt mẹ, rồi nhanh chóng khoác tay ba, bước ra xe. Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Tài xế bước xuống, mở cửa cho ba và cô. Theo như cô thấy bữa tiệc khá đông khách, chắc chủ bữa tiệc này cũng là người có tầm ảnh hưởng khá lớn trong giới doanh nhân. Cô khoác tay ba bước vào trong. Từ lúc bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về cô. Ba cô thì quá quen thuộc với mọi người đây rồi. Doanh nhân giàu có nổi tiếng Trần Hưng của tập đoàn TH. Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là ông đi cùng một cô gái rất rất xinh đẹp. Những lời trầm trồ khen ngợi không ngớt dành cho cô. Những chàng công tử thì nhìn cô ngơ ngẩn, còn những nàng tiểu thư thì liếc nhìn ghen tị. Bà dắt tay cô bước đến chỗ một người đàn ông khoảng cỡ tầm 50 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cô là người này rất quen, nhưng có điều cô chưa kịp nhớ ra là ai thì ba cô lên tiếng. Chào ông bạn già, lâu quá rồi nhỉ? Người kia nghe tiếng ba cô thì quay lại, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến gần ôm ba cô. Cảm ơn ông đã đến tham dự bữa tiệc thành lập công ty chúng tôi. Tất nhiên tôi phải đến để chúc mừng ông chứ. Quay qua nhìn cô, người đàn ông đó hỏi. Cô bé xinh đẹp này có phải là Linh không? Chà, đúng là rất xinh đẹp. Là con bé đó. Linh chào bác Tuấn đi con. Cô bước lại lễ phép chào. Con chào bác. Chào con gái xinh quá. Bác quá khen rồi ạ.
Chào xong, cô quay sang nhìn ba như muốn biết ông bác Tuấn này là ai. Hiểu ý con gái, ba cô chậm chậm lên tiếng. Linh, con còn nhớ bác Tuấn ngày xưa ở cạnh nhà mình không? Lúc nhỏ, con thường đòi sang nhà bác chơi đấy. Năm xưa, cả nhà bác ấy qua nước ngoài sinh sống và mới về nước cách đây không lâu. Bác Tuấn, à, con nhớ bác rồi. Bác Tuấn chồng cô Hoa phải không ạ? Ngày trước ở cạnh nhà mình, thảo nào con cứ thấy quen quen. Bác Tuấn thấy cô nhớ ra mình thì cười rất to, làm cô ngơ ngác không hiểu sao bác ấy lại cười nữa. Con nói gì không đúng sao ạ? Sao bác lại cười con? Con chỉ nhớ mỗi hai bác thôi hả? Còn một người quan trọng nữa cơ mà, con thử nhớ xem. Còn ai nữa ạ? Thấy con gái bối rối không nhớ ra, ba cô đành lên tiếng nhắc cô nhớ. Con còn nhớ con trai của bác Tuấn không? Suy nghĩ một lúc thật lâu, cô mới tròn xoe mắt, khuôn mặt méo sạch. Con quên rồi ạ. Con thật là, cô đúng là quên không con? Bác Tuấn nhìn khuôn mặt lo sợ của cô rồi hỏi. Con... Thôi được rồi, bác không làm khó con nữa. Chắc một lát nữa thằng bé đến ngay mà. Rồi bác dẫn con đi gặp nó nhé. Sao ạ? Anh ấy đến đây sao? Cô mặt tái xanh khi nghe bác nói anh ta sẽ đến đây. Thấy con gái có vẻ không ổn, ba cô mới nhẹ nhàng hỏi. Con có sao không? Chuyện qua lâu rồi mà. Bây giờ thằng bé trưởng thành rồi, không có chọc phá con nữa đâu. Nhưng con sợ lắm. Ngoan nào, có ba với bác Tuấn ở đây rồi, con đừng có lo. Vâng. Nỗi lo lắng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhớ lại ngày còn bé, lúc cô là một con bé 10 tuổi, thân hình mũm mĩm và răng còn bị sún. Bên cạnh nhà cô là nhà của bác Tuấn. Từ lâu bố mẹ cô rất thân thiết với gia đình bác Tuấn. Gia đình bác có một cậu con trai tên là Nam, hôn cô 4 tuổi. Chẳng hiểu lý do tại sao, anh ta rất ghét cô. Còn cô thì ngược lại, rất thích chơi với anh. Cô luôn lẽo đẽo đi theo anh, mặc dù anh đã cảnh cáo không cho cô đến gần. Nhiều lần cô ngang bướng cứ đi theo anh, khiến anh bực bội xô cô ngã. Và kết quả là bàn tay của cô bị mảnh sảnh dưới đất, cứa vào tay đến chảy máu. Nhưng anh vẫn mặc kệ cô và bỏ đi. Đỉnh điểm là ngày hôm ấy, cái ngày mà nó đã ám ảnh cô đến tận bây giờ. Như mọi ngày, hôm đó cô đến nhà anh chơi. Không hiểu sao tự nhiên bữa đó anh không đuổi cô về nữa, mà còn rủ cô ra ngoài vườn chơi chung với anh, khiến cô rất vui, lại còn cười toe toét. Được một lúc cô cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy khó chịu, càng lúc càng ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người. Cô đứng dậy cởi áo khoác ra, thì bên trong áo toàn là sâu gióm rớt xuống đất. Cô sợ đến nỗi mặt mày tái xanh, run lẩy bẩy. Thấy cô như vậy, anh chẳng chút quan tâm, còn đứng trêu chọc cô. Anh bảo là chỉ có những đứa ngu ngốc mới chơi với cô, một đứa vừa mập vừa xấu. Anh còn nói đây là cảnh cáo nữa chứ. Cô tức đến muốn lao vào xé xác anh ra. Càng lúc người cô càng ngứa ngáy khó chịu và sưng húp lên. Cô bỏ chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến cổng, cô đã ngất xỉu không biết gì hết. Đến khi tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện, còn có ba mẹ đang ngồi ở đó nữa. Thấy cô tỉnh lại, ba mẹ cô liền chạy đến ôm cô. Mẹ cô lo lắng đến bật khóc. Nhìn thấy ba mẹ như vậy, cô tự nhiên tủi thân cũng bật khóc. Cô còn nói từ nay dù có chết, cô cũng sẽ không bao giờ sang nhà đó chơi nữa, và cũng sẽ không tha thứ cho cái tên khốn đó. Sau lần anh ta khiến cô nhập viện, cô có nghe ba mẹ kể lại là bác Tuấn cho anh ta một trận ra trò. Từ đó cô cứ ở mãi trong nhà, chẳng chịu đi đâu. Một phần bị ám ảnh, luôn tưởng tượng như bọn sâu bọ luôn ở gần mình. Mới chỉ nhớ lại chuyện cũ mà cô đã cảm thấy nổi hết da gà. Cô đứng đó lắc đầu quẩy quẩy. Ba cô nhìn biểu hiện con gái như vậy thì rất lo lắng. Ông quay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Con ổn chứ? Dạ con không sao đâu ba. Cô đứng nói chuyện với ba và bác Tuấn một lúc thì đột nhiên bác Tuấn nhìn về phía cửa chính vui vẻ lên tiếng. Thằng bé đến rồi. Nam, bố ở đây. Bác Tuấn đưa tay ra hiệu cho anh ta. Cô nghe bác Tuấn nói, chân tay cô bắt đầu run rẩy. Cô quay lại nhìn anh ta, một dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, đang bước về phía chỗ cô đứng. Nhất thời chưa biết làm gì, cô quay sang nói nhỏ với ba. Con thấy không được khỏe, chắc có lẽ con xin phép về trước. Được rồi, con không khỏe thì về nghỉ ngơi đi, để ba xin lỗi bác Tuấn giúp con. Cảm ơn ba, con về đây ạ. Nói rồi cô xoay người, vòng sang phía bên kia, bỏ chạy một mạch ra ngoài. Hình ảnh cô hấp tấp rời khỏi đây
đã thu gọn vào tầm mắt của anh. Bước ra gần khỏi sảnh, cô đứng lại thở dốc. May mà mình không gặp cái tên khó ưa kia, chứ không tim mình lại rớt ra ngoài mất. Lấy lại tinh thần, định bước ra xe thì trước mặt cô người đang đi vào là người cô không muốn nhìn thấy nhất. Tên người yêu cũ đã bỏ cô. Nhận ra người con gái xinh đẹp trước mặt, anh ta mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn sững vào cô. Dụi mắt mấy lần, anh ta mới định thần lại, bước đến gần cô mở lời. Người yêu cũ, xem ra khi bị tôi bỏ rơi cũng biết cách làm bản thân mình đẹp lên đấy. Mà này, cô làm gì ở đây? Chẳng lẽ theo dõi tôi sao? Cô cười mỉa mai. Anh nghĩ anh là ai? Cô... Anh ta tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy cô nghĩ mình là ai mà dám đến những nơi thế này? Anh muốn biết tôi là ai sao? Được rồi, tôi cho anh biết. Người con gái mà anh ruồng bỏ không thương tiếc chính là người thừa kế của tập đoàn TH đấy. Sao? Cô đùa tôi đấy à? Đúng, tôi đùa anh đấy. Cô to tiếng với hắn thì bác tài xế chạy vào. Thưa tiểu thư, chủ tịch bảo tôi đưa cô về trước ạ. À vâng, chúng ta đi thôi. Cô quay bước đi thẳng ra chiếc ô tô sang trọng đỗ phía trước, bỏ mặc hắn đứng ngẩn ngơ chưa hiểu ra chuyện gì. Cô lên xe rời đi thì hắn mới định thần lại. Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng xe đi khuất. Hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được sự thật mà cô vừa nói. Không được, hắn phải xác minh lại cho chính xác. Nếu những lời cô nói là sự thật thì hắn đã thật sự làm ra một chuyện ngu xuẩn nhất. Nhất định hắn phải tìm hiểu mới được. Bên trong bữa tiệc, khi Bảo Nam bước vào bên trong, anh hầu như thu hút mọi sự chú ý. Một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt rất điển trai, thu hút người nhìn. Bảo Nam là con trai của ông Tuấn. Anh hiện đang là giám đốc công ty thời trang Star lớn nhất ở New York. Hiện tại anh và gia đình trở về để mở rộng thị trường ở Việt Nam. Hôm nay chính là bữa tiệc chúc mừng công ty con của Star chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Anh bước đến chỗ ông Tuấn, lễ phép cúi đầu chào ông. Chào ba, con đến rồi ạ. Ông Tuấn gật đầu mỉm cười. Anh bắt tay và chào hỏi mọi người. Ai cũng dành cho anh những lời khen ngợi không ngớt. Cũng phải, anh chỉ mới 28 tuổi đã quản lý một tập đoàn lớn như Star, thật khiến cho người ta khâm phục. Bất chợt, ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của ông Hưng. Bảo Nam như nhận ra người quen, anh lên tiếng hỏi. Bác Hưng phải không ạ? Ba cô bước lại gần, vỗ tay lên vai của anh cười tươi. Con lớn quá rồi, bác cứ tưởng con quên bác rồi chứ. Bác vẫn phong độ như xưa, làm sao mà con quên được. Cảm ơn con đã nhớ đến bác. Gia đình bác vẫn khỏe chứ ạ? Gia đình bác vẫn khỏe, cảm ơn con. Cả ba người cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì ông Tuấn lên tiếng đề nghị. Hay là mình tìm một ngày nào đó để gặp mặt hai gia đình ôn lại chuyện cũ đi ông bạn. Ý kiến hay đấy. Hay là chủ nhật này đi, cuối tuần mà, mình thu xếp gặp nhau tâm sự. Quyết định vậy đi. Cuộc nói chuyện rôm rả cho đến khi tan tiệc. Ba cô bắt tay tạm biệt ông Tuấn và Bảo Nam rồi ra về. Ông Tuấn và con trai cũng lên xe về ngay sau đó. Ngồi trên xe, ông Tuấn lên tiếng hỏi. Chủ nhật này con không bận gì chứ? Con chưa biết thưa ba, con sẽ cố gắng sắp xếp. Nam này. Dạ. Con còn nhớ Ái Linh, con gái của ông Hưng không? Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi trầm tĩnh lên tiếng. Là cô bé lúc nhỏ hay theo con đó phải không ba? Đúng rồi đó con, là con bé đấy đấy. Không biết cô bé còn giận con vì chuyện lúc xưa không hả ba? Cái này thì ba chịu, con phải tự tìm hiểu. Vậy thì chủ nhật này con nhất định phải đi mới được. Vậy mới đúng là con trai của ta chứ. Về đến phòng, Bảo Nam nằm phịch xuống giường. Công ty vừa mới thành lập nên công việc rất nhiều, mọi việc đều đổ vào một tay anh xử lý. Nhưng nghĩ đến sắp gặp lại cô bé mình ghét lúc nhỏ, anh lại cảm thấy vui. Lần này anh phải xin lỗi cô bé vì chuyện anh gây ra lúc trước. Ngày ấy, khi hại cô bé phải nhập viện, anh đã rất hối hận. Nhưng chưa có dịp xin lỗi thì gia đình anh đã sang Mỹ định cư. Anh mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày chủ nhật hôm ấy, Linh, mẹ vào được không con? Mẹ vào đi ạ. Con gái đang làm gì thế? Con đang vẽ vài mẫu áo để đi dự thi mẹ ạ. Con định thi gì thế? À, là một công ty thời trang đang tuyển nhân viên thiết kế. Con muốn thử sức mình. Dù sao con cũng tốt nghiệp rồi, con muốn được đi làm.
Ừ, nhưng con cũng đừng quá sức nhé. Nếu không được chọn thì con cứ về công ty của ba mà làm. Vâng, con biết mà, con sẽ cố gắng. Mà mẹ tìm con có việc gì về ạ? À, hôm nay cả gia đình bác Tuấn đến chơi. Con chuẩn bị rồi xuống nhà ăn cơm với mọi người nha. Sao ạ? Cô giật mình. Con sao vậy? Sao lại bất ngờ thế? Mẹ ơi, chỉ có vợ chồng bác Tuấn thôi, hay còn có ai nữa không hả mẹ? Ừ thì cả nhà bác ấy luôn. Hình như có đứa con trai đi cùng nữa. Con trai đi cùng sao ạ? Ừ, con sao vậy? Con trai nhà bác Tuấn con cũng biết cơ mà. Lúc nhỏ con hay đòi chơi cùng ấy. Vâng, nhưng vấn đề là con không muốn gặp anh ta. Cứ nghĩ đến lúc nhỏ con không thể tha thứ cho anh ta được. Thôi nào con gái, chuyện qua lâu rồi mà. Bỏ qua đi con, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng con... Được rồi, con chuẩn bị nhanh lên, gia đình bác ấy sắp đến rồi đấy. Vâng. Mẹ cô vừa đi ra ngoài thì cô vội vàng lấy cái điện thoại gọi cầu cứu nhỏ Ly. Alo, sao mà rảnh rỗi gọi tao giờ này? Ly ơi, cứu tao với, giờ tao phải làm sao đây? Chuyện gì, mày bình tĩnh xem nào. Cô kể cho Ly nghe mọi việc. Một lúc sau Ly lên tiếng. Bây giờ thế này nha, mày làm theo lời của tao nói. Cô hớt hải chạy xuống nhà, giọng nói đứt quãng. Mẹ ơi, ba ơi. Chuyện gì vậy con? Mẹ, ba, nhỏ Ly, nhỏ Ly. Bé Ly bị làm sao hả con? Ly nó bị ngã xe, giờ con phải đến xem sao ạ. Con bé bị ngã xe ấy hả? Con nặng không con? Mẹ cô lo lắng hỏi. Con chưa biết nữa mẹ, giờ con phải đến xem sao đã. Ừ, phải con đi nhanh lên, có gì phải báo cho ba mẹ biết nha con. Dạ, ba xin lỗi bác Tuấn giúp con với nhé. Được rồi, để ba lo cho, con đi đi. Chào ba mẹ con đi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đến thẳng nhà của Ly. Cô vừa đi được một lúc thì xe của gia đình ông Tuấn cũng vừa đến nơi. Hai gia đình vui vẻ khi cùng nhau gặp lại và cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Bước vào nhà, Bảo Nam đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng cô bé đó nhưng không thấy đâu cả. Mọi hành động của anh được ông Tuấn thu vào tầm mắt. Thấy con trai như vậy, ông đành lên tiếng. Bé Linh đâu rồi nhỉ? Sao tôi không thấy con bé? Đúng rồi, con bé đâu? Lâu quá rồi tôi chưa có gặp. Vợ ông Tuấn cũng hỏi theo. À xin lỗi mọi người, bạn con bé bị tai nạn nên nó đến đó rồi. Con bé có gửi lời xin lỗi đến gia đình. Không sao, lúc khác gặp con bé cũng được mà. Cả nhà vui vẻ dùng cơm, cùng nhau ôn lại mọi chuyện. Ba mẹ cô luôn miệng khen ngợi Bảo Nam, anh cũng lịch sự nói chuyện với mọi người. Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau ra phòng khách uống trà tâm sự. Mẹ cô đưa ra một cuốn album ảnh mà hai gia đình chụp chung, vừa xem vừa cười vì ngày xưa ai cũng ngô ngố. Mẹ anh và mẹ cô xem lại hình của Linh và Nam lúc nhỏ mà cười rất tươi, không ngờ bây giờ hai đứa đã trưởng thành như vậy rồi. Bảo Nam nhìn thấy hình lúc nhỏ của Linh thì thầm nghĩ, không biết cô bé xấu xí đen nhẻm ngày xưa bây giờ thế nào rồi nhỉ. Anh mỉm cười khi nghĩ đến ngày xưa. Lật đến tấm ảnh cuối, mẹ anh lấy tấm hình đó ra khỏi album rồi cầm lên nhìn một lúc thật lâu. Trời ơi, con bé xinh quá. Nam, con nhìn này. Bà đưa tấm hình ra trước mặt anh. Cầm tấm hình lên thì ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô gái rất xinh đẹp trong bộ trang phục làm lễ tốt nghiệp với nụ cười thật duyên dáng. Anh cứ nhìn không chớp mắt vào tấm hình như nhớ ra cô gái này anh đã gặp ở đâu đó rồi. Một lúc lâu sau anh mới thốt lên. Là cô ấy. Con gặp cô bé rồi sao Nam? Ba anh hỏi. Dạ không, chỉ là tình cờ con thấy hôm trước ở bữa tiệc thôi ạ. Ừ, hôm đó con bé có đến, nhưng hình như là nghe thấy con có đến nên con bé tránh mặt đấy. Ba anh nhìn cậu con trai mỉm cười. Như hiểu ra vấn đề, ánh mắt của Nam trùng xuống. Anh nhìn tấm ảnh trên tay không rời mắt, rồi quay sang nói với mẹ cô. Bác Liên, con có thể xin tấm hình này được không ạ? Được chứ, con cứ lấy đi. Mẹ cô vui vẻ đồng ý. Dạ, cháu cảm ơn. Trở về phòng làm việc, anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cô trên tấm hình, anh khẽ mỉm cười. Cô bé xinh xắn lắm, chắc là em rất ghét tôi. Trái tim anh đập điên loạn, không kiểm soát. Nhất định tôi sẽ sớm gặp được em. Cô trở về nhà khi trời đã tối. Vừa đến cổng, cô đã nhìn thấy bóng dáng rất quen. Đi lại gần thì cô nhận ra người đó
chính là cái tên người yêu đã xuồng bỏ cô. Xuống xe taxi, cô mở cửa ra đi thẳng vào nhà, coi như hắn không tồn tại. Bất ngờ, hắn nắm chặt tay của cô. Cô bực bội quát lên. Anh làm cái trò gì thế? Bỏ tôi ra. Linh, mình nói chuyện một chút đi em. Chỉ một chút thôi. Chúng ta còn gì để nói sao? Linh, em hãy nghe anh nói. Anh xin lỗi là anh sai. Em hãy bỏ qua cho anh đi. Mình làm lại từ đầu được không em? Hắn nói một tràng khiến cô cảm thấy ghê tởm con người này. Cô cũng tự hỏi vì sao cô lại yêu cái tên đều cáng này suốt 4 năm kia chứ. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. Khuôn mặt cô lạnh băng, nhìn thẳng vào hắn, nở nụ cười khinh bỉ. Anh nghĩ mình đủ tư cách để níu kéo tôi quay lại sao? Quên đi. Linh, anh xin lỗi em mà. Xin em hãy... Dừng lại, tôi không muốn nghe anh nói nhảm đâu. Anh về đi. Linh, anh thật lòng muốn quay lại với em mà. Anh thật lòng sao? Nực cười. Tin anh đi mà Linh, mình quay lại với nhau được không em? Đủ rồi, anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh xa tôi ra. Cuộc sống, đôi khi những thứ mà anh nhìn thấy thì chưa chắc đã như vậy đâu. Anh thay đổi rồi thì cũng có lúc anh thấy ân hận. Đơn giản về cuộc đời này chẳng bao giờ được như mong ước đâu. Tình yêu mà anh xem như một trò đùa, anh nhẫn tâm vứt bỏ rồi bây giờ quay lại sao? Định níu kéo tôi sao? Không thể chấp nhận được. Anh đi đi. Cô nói xong mở cổng bước thẳng vào nhà, chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn. Anh sẽ không bỏ cuộc. Em nhất định phải là của anh. Hắn hét thật to. Vào nhà cô chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Nằm xuống chiếc giường rộng lớn, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bình minh rực rỡ đón ngày mới. Cô thức dậy, chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, bước xuống nhà. Con chào mẹ. Con dậy rồi đấy hả? Ngồi đi, để mẹ kêu chị Hà dọn cơm. Dạ, mà ba đâu rồi mẹ? Ba con đến công ty từ sớm rồi. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng. Dạ vâng, con mời mẹ ăn sáng. Ừ, con ăn đi. Ăn cơm xong, cô lên phòng để hoàn thành bản thiết kế để dự thi. Sau một ngày tập trung cao độ, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong những mẫu vẽ. Cô hài lòng với sản phẩm do chính tay cô tạo nên. Sáng hôm sau cô đến công ty để nộp bài dự thi. Cô rất hào hứng với thử thách mà công ty này đưa ra. Taxi dừng lại ở cổng công ty. Theo cô được biết, đây là một công ty con mới thành lập, nhưng không ngờ nó lại hoành tráng như vậy. Trước khi quyết định tham gia cuộc thi này, cô đã tìm hiểu Star là một công ty thời trang rất nổi tiếng. Việc lựa chọn nhân viên cũng rất khắt khe. Để được chọn làm nhân viên thiết kế ở đây, ít nhất cũng phải có vài năm kinh nghiệm. Nhưng cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, cô cảm thấy hơi lo. Đứng nhìn vào bên trong một lúc lâu, cô tự an ủi mình rằng không sao, cùng lắm là về công ty của ba làm. Nghĩ vậy cô nhanh chóng bước vào sảnh công ty. Cô đến chỗ chị Lễ Tân. Chào chị, cho em hỏi là em muốn nộp bài dự thi thiết kế thì em phải làm sao ạ? Chào em lên lầu 2, rẽ phải sẽ đến phòng tuyển dụng. Ở đó sẽ có người nhận bản dự thi của em, và tất cả các bài thi sẽ được ban giám đốc xem xét và duyệt. Nếu bài dự thi của em được chọn, công ty sẽ gọi điện cho em để thông báo sau. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cô theo hướng dẫn của chị Lễ Tân, chỉ một lúc là cô đã nộp xong bản dự thi của mình. Nếu cô được chọn, họ sẽ liên hệ. Xong xuôi cô bước ra về, vừa xuống cầu thang, điện thoại cô reo lên. Là cái Ly gọi. Tao nghe mày. Mày đang ở đâu? Sao tao đến nhà mà không thấy? Tao đang đi xin việc. Cái gì? Xin việc á? Mày đi làm á? Nhà mày có thiếu gì tiền đâu? Ừ, thế chẳng lẽ nhiều tiền thì không cần đi làm sao? Cũng đúng ha. Mày cũng lo tìm việc đi chứ, ở nhà mãi làm gì? Ừ, thôi mày về chưa? Gặp nhau đi. Đang về, đợi tao chút. Nhanh lên, dẫn tao đi ăn đi. Biết rồi má, suốt ngày ăn. Cô tắt máy chạy vội ra về. Vừa đến sảnh, do mãi cắm đầu cắm cổ chạy nên cô đâm sầm vào người đi ngược lại. Kết quả cô ngã nhào xuống đất. Điện thoại đang cầm trên tay chưa kịp cất vào túi rớt xuống tan thành hai mảnh. Cô lụi cụi đứng dậy, nhìn người đàn ông sang trọng trước mặt. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không sao. Lần sau cô đi đứng chú ý một chút. Cô cúi xuống nhặt hai mảnh điện thoại lên rồi mới quay sang hỏi tiếp. Anh không sao thật chứ? Cô nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt mình mà không chớp mắt. Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà cô nhìn mãi vậy? Anh cười cười nhìn cô. À không, anh không sao thì được rồi, tôi đi đây. Nói rồi, cô chạy nhanh ra khỏi công ty.
Bảo Nam vừa đến công ty, anh vừa đi vừa xem lại bản kế hoạch trên tay thì bị một người đụng trúng, khiến anh rất bực bội. Khuôn mặt lạnh tanh của anh bỗng chốc giãn ra khi anh nhận ra người con gái ấy. Nhìn cô luống cuống xin lỗi, làm anh khẽ cười. Không ngờ anh gặp cô ở đây, nhưng chưa kịp hỏi cô đến đây làm gì thì cô đã chạy mất. Anh cười tươi bước lên phòng làm việc. Không sao, anh sẽ có cách để biết cô đến đây làm gì. Còn cô, khi đã ngồi trên chiếc taxi, cô cứ suy nghĩ xem, hình như mình gặp người này đâu đó rồi. Nhìn anh ta rất quen. Cô cố gắng nhớ ra nhưng vẫn chưa thể nhớ được. Thôi kệ, không quan tâm nữa. Cô về nhà thì thấy Ly đang ngồi nói chuyện với mẹ rất vui vẻ. Cô bước lại chào mẹ, rồi cô và Ly lên phòng cô. Mới có sáng sớm, kiếm tao có việc gì vậy? Có gì đâu, tại tao buồn quá, tính qua rủ mày đi chơi nè. Ý kiến hay đấy, tao cũng mệt quá rồi, mình đi thôi. Khoan đã, định làm ở đâu vậy? Vào đó rồi mày định làm cái gì? Tao đang tham gia cuộc thi tuyển nhân viên thiết kế ở công ty Star. Star ấy hả? Ừ, sao vậy? Mày nhắm có vào được đó hay không? Star cũng là một công ty rất lớn và việc chọn nhân viên cũng rất là nguyên tắc đó nha. Mày biết việc đó sao? Sao không? Cái tập đoàn lớn như vậy ai mà không biết chứ? Tao cũng là tín đồ của thời trang của Star đấy. Ừ ha, mày cái gì thì chả biết. Mà thôi, cứ coi như là tao đang dự thi đi. Hên xui, dù sao tao cũng đã bỏ hết tâm huyết của mình vào đấy rồi. Nếu mà không được nhận thì thôi, cũng không sao. Cố lên, tao tin vào tài năng của mày mà. Ừ, cảm ơn mày. Đi thôi. Cả ngày hôm đó, cô và Ly đã cùng nhau đi chơi vui vẻ, quên hết muộn phiền. Tại công ty Star. Vào đi. Thưa giám đốc, đây là toàn bộ các đoạn băng do camera quay lại được ở các bộ phận ạ. Mở lên đi. Anh tỉ mỉ quan sát từng đoạn video được quay lại. Sau một hồi quan sát, anh dừng lại ở video ở lầu 2 phòng nhân sự. Trong đầu anh thoáng suy nghĩ, không biết cô ấy tới đây làm gì nhỉ. Ánh mắt anh dừng lại tập hồ sơ trên tay cô, nở nụ cười nhẹ. Anh khẽ quay qua trợ lý Duy. Anh xuống phòng nhân sự, đem tất cả hồ sơ lên đây. Vâng, tôi đi ngay. Trợ lý ra ngoài, còn một mình Bảo Nam ở trong phòng. Bàn tay của anh miết nhẹ lên khuôn mặt cô trên tấm hình trên tay. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Sau hơn 15 phút, trợ lý quay lại phòng của anh với một đống hồ sơ xin việc. Thưa giám đốc, tất cả hồ sơ xin việc đây ạ. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vâng. Anh kiên trì xem toàn bộ những hồ sơ trên bàn, nhưng nghiễm nhiên không thấy tên cô trong hồ sơ đó. Anh nhíu mày, trong phòng có chút thất vọng khi cứ nghĩ đến là cô đến xin việc. Nhưng không phải, vậy cô tới đây làm gì chứ? Trên tay cô rõ ràng là cầm hồ sơ xin việc cơ mà. Anh lấy cái điện thoại ra, gọi cho trợ lý Duy. Vào phòng tôi gấp đi. Vâng, thưa giám đốc, anh cần gì ạ? Anh lập tức xuống phòng nhân sự, tìm hiểu ngay cho tôi, ngày hôm nay cô gái này đến đây làm gì? Anh đưa tấm hình của cô cho Duy. Vâng, tôi sẽ tìm hiểu ngay. Tôi muốn kết quả nhanh nhất. Vâng. 20 phút sau, trợ lý bước vào cùng một bộ hồ sơ trên tay. Giám đốc, đây là hồ sơ cô gái này. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vâng. Anh cầm bộ hồ sơ của cô lên xem. Bên ngoài phong bì chỉ ghi tên cô là Trần Ái Linh. Anh nhẹ nhàng mở ra xem, cầm 4 bản vẽ trên tay. Anh tròn xoe mắt, nhìn chăm chú vào những đường nét tinh tế trong từng nét vẽ. Quả thật, những mẫu này rất rất đẹp. Anh thật không ngờ cô lại giỏi đến vậy. Mới ngày xưa là một cô bé chẳng biết gì ngoài việc lẽo đẽo theo anh, nhiều khi còn rất lười học bài nữa, mà không ngờ bây giờ lại thành một nhân tài như vậy. Anh cứ ngắm nghía không rời mắt, nhất định anh sẽ không để vụt mất một nhân tài như cô. Một tuần sau, mặt trời đã lên cao vút, còn cô vẫn cuộn tròn trong nệm ấm chăn êm. Đêm qua không hiểu sao cô chẳng thể ngon giấc, mãi đến gần sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô dụi mắt vơ lấy cái điện thoại, không cần nhìn vào màn hình, cô liền bấm nghe. Alo, ai vậy? Xin chào, cô là Trần Ái Linh có phải không? Là tôi, ai vậy? Tôi là nhân viên công ty Star, tôi gọi điện thông báo cho cô là bài dự thi của cô đã được ban giám đốc lựa chọn. Xin chúc mừng cô đã trở thành nhân viên thiết kế của công ty. Cô giật mình bật dậy. Cô nói sao ạ? Bản vẽ của tôi được chọn sao? Đúng rồi, ngày mai cô đến công ty để chúng tôi phổ biến công việc chính nhé. Vâng vâng, cảm ơn chị, mai tôi sẽ đến.
Cô nhảy cẫng lên sung sướng, rồi lật đật chạy xuống nhà báo cho ba mẹ. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi. Chuyện gì mà con la to vậy con? Mẹ âu yếm nhìn cô. Con gái ba có gì mà vui thế? Ba mẹ ơi, con sắp đi làm rồi. Bài vẽ của con đã được lựa chọn rồi. Thật sao? Con gái giỏi quá, chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Tất cả cũng là nhờ ba mẹ dạy dỗ, con mới có thể giỏi giang như bây giờ. Con yêu ba mẹ. Con gái lớn thật rồi. Nếu mà công việc khó khăn quá thì về công ty ba làm nha con. Ba không muốn con gái cưng của ba phải chịu khổ ở bên ngoài đâu. Dạ, chỉ có ba mẹ là thương con thôi. Con yêu ba mẹ. Không ai thương con bằng ba mẹ. Cô cảm thấy mình quá may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ tâm lý như vậy. Cô ước sau này sẽ có một người chồng tuyệt vời như ba của cô vậy. Lên phòng, cô nhanh chóng báo cho con bạn thân. Hai người cứ tíu tít tám chuyện, quên trời quên đất. Kết quả là cô phải khao nhỏ ly một bữa để chúc mừng. Sáng nay cô dậy sớm đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô không giấu nổi cảm giác hồi hộp. Tại công ty Star, cô được hướng dẫn đến bộ phận thiết kế. Ấn tượng đầu tiên của cô là không gian nơi đây rất thoải mái, rộng rãi. Cô được chị Trang trưởng phòng dẫn đến giới thiệu với mọi người. Ở đây có 6 nhân viên thiết kế. Mọi người nhìn ai cũng vui vẻ, hòa đồng. Chị Trang dẫn cô đến bàn làm việc và đưa cho cô bản hướng dẫn công việc cụ thể. Cô cảm ơn rồi tập trung xem xét công việc của mình. Cô chăm chú xem xét thật kỹ những việc mà nhóm thiết kế cần làm. Vì là một công ty lớn nên không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu không sẽ lập tức bị sa thải. Cô nhận thức được điều này nên chỉ muốn bản thân mình phải tỉ mỉ trong từng chi tiết. Mọi hoạt động ngày hôm nay của cô đã được anh giám sát qua camera. Anh chăm chú ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong màn hình, không chớp mắt. Cô bé ngày trước anh không muốn gặp, cũng không muốn chơi chung, bây giờ lại khiến anh rất muốn gặp cô ấy. Anh không hiểu nổi bản thân của mình nữa. Khi nhìn bài vẽ của cô, anh không ngần ngại tuyển thẳng cô vào làm. Hôm nay anh hoàn toàn như một người khác, dáng vẻ lạnh lùng trước kia bay sạch, thay vào đó là khuôn mặt tươi hơn và có lúc còn nở nụ cười hiếm thấy. Chắc có lẽ nơi này có người con gái ấy. Ngày đầu đi làm của cô trôi qua khá suôn sẻ. Rời khỏi công ty cũng đã hơn 6 giờ, cô mệt mỏi trở về nhà. Về đến nhà, cô nằm dài trên ghế sofa. Mẹ thấy cô có vẻ mệt mỏi thì bước lại gần, nâng đầu cô lên đùi của mình, ân cần hỏi. Con mệt lắm sao hả con? Sao nay con về trễ thế? Cô vòng tay ôm lấy eo của mẹ, dụi đầu vào lòng của bà nũng nịu. Con không mệt, hôm nay con phải hệ thống lại công việc nên về hơi trễ. Ừ, ba mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ không muốn con gái phải vất vả đâu. Nếu công việc khiến con mệt mỏi quá thì về với mẹ, ba mẹ có thể lo cho con cả đời được mà. Con biết là mẹ thương con, nhưng mà con muốn tự lập, tự lo cho bản thân của mình. Khi nào mà con thấy mình không thể cố gắng được nữa, lúc đó con sẽ về cầu cứu ba mẹ. Cô cười tươi ngước lên nhìn mẹ. Được rồi, nếu có gì khó khăn cứ nói với mẹ. Dạ vâng, con yêu mẹ. Thôi, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, chắc ba cũng sắp về rồi. Tuân lệnh mẫu hậu. Mẹ cô bật cười với thái độ đáng yêu của con gái. Cô tắm xong đi xuống nhà thì vừa lúc ba về, cô chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay của ba. Ba! Chào con gái, hôm nay con đi làm sao rồi, mệt không con? Dạ không mệt lắm đâu ba. Thôi ba lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. Con vào phụ mẹ dọn cơm đây. Được rồi, đợi ba chút. Bữa cơm của gia đình cô luôn tràn đầy tiếng cười, yêu thương. Những ngày sau đó, cô vẫn đi làm bình thường. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, chưa có gì là khó khăn. Hôm đó như mọi ngày, cô tan làm sớm vì công việc cô đã hoàn thành xong. Định gọi điện rủ cái Ly đi ăn, nhưng vừa ra tới cổng thì thấy tên người yêu cũ của cô đứng đó. Hắn còn ôm một bó hoa thật to nữa. Cô lạnh lùng đi qua hắn như không quen biết, thì hắn nắm tay cô kéo lại. Linh, bỏ tay tôi ra. Linh, nói chuyện với anh một chút đi. Mặt cô lạnh tanh, quay lại nói với giọng vô cùng tức giận. Sao anh biết tôi làm ở đây? Mọi việc của em anh đều biết hết. Anh theo dõi tôi sao? Anh chỉ muốn gặp em thôi. Em định đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Tôi không cần, anh tránh ra đi. Linh. Này, anh bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì vậy? Anh sai rồi, em cho anh một cơ hội được không Linh?
Anh không hiểu tôi nói cái gì sao? Chúng ta kết thúc rồi, tôi không có muốn liên quan tới anh nữa. Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ta ra, rồi vung tay tát hắn một cái thật mạnh. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám làm như vậy một lần nữa thì đừng có trách. Cô bỏ hắn đứng đó rồi lên taxi đi thẳng. Hôm nay anh không đến công ty vì bận ký một hợp đồng quan trọng. Sau khi ký xong hợp đồng, anh định về thẳng nhà thì được trợ lý thông báo về bản kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới của công ty cần anh phê duyệt. Sẵn tiện đường nên anh nói sẽ ghé qua. Không ngờ khi vừa dừng xe lại thì thấy cô và một gã đàn ông đang cãi nhau. Ngồi trong xe, anh khẽ mỉm cười vì độ hung dữ của cô. Anh thầm nghĩ, nếu cô biết được người lúc nhỏ hay bắt nạt cô bây giờ chính là sếp của mình thì cô sẽ có phản ứng gì nữa. Anh vẫn chưa được tiếp xúc với cô lần nào, mặc dù một tuần qua anh vẫn thường xuyên nhìn cô làm việc qua camera. Trong đầu anh đã suy nghĩ ra một ý định. Ngày hôm sau cô đến công ty đã thấy một bó hoa to đùng để ngay ngắn trên bàn làm việc. Cô ôm bó hoa lên thì nhìn thấy tấm danh thiếp: "Chúc em ngày mới vui vẻ, yêu em." Là tên người yêu cũ của cô rồi, không biết hắn ta định giở cái trò gì nữa. Đang miên man suy nghĩ thì Thủy, bạn mới cùng phòng, lên tiếng chọc cô: "Linh bữa nay có người yêu tặng hoa luôn đấy, hạnh phúc dữ ta." Cô chỉ khẽ cười nói với Thủy: "Hắn không phải là người yêu của tớ đâu, thần kinh của hắn có vấn đề, chắc là không được bình thường rồi." Nói rồi cô cầm bó hoa vứt thẳng vào sọt rác, trước con mắt ngạc nhiên của Thủy và mọi người trong phòng. "Sao cậu lại vứt đi? Hoa đẹp mà." Thủy tiếc nuối: "Tuy là hoa đẹp thật, nhưng mà người tặng nó đâu có ý tốt đẹp gì đâu. Thôi, tập trung làm việc đi, đừng có để ý những chuyện không đâu nữa." Không khí trong phòng trở về im lặng. Mọi người đang tập trung vào công việc thì chị Trang trưởng phòng bước vào và thông báo: "Tất cả tập trung lại bàn họp đi, chị có chuyện thông báo đây." Mọi người đứng dậy tiến lại bàn họp, vẻ mặt của mọi người khá căng thẳng. "Chị vào luôn vấn đề chính nhé. Chị vừa nhận được một thông báo cho phòng của chúng ta." "Có chuyện gì vậy chị?" "Giám đốc yêu cầu phòng của chúng ta thiết kế mẫu mới cho sản phẩm lần này." Và sao chị?" Thủy lo lắng hỏi. "Giám đốc yêu cầu phải hoàn thành trong vòng một tuần." "Một tuần ạ?" Cả nhóm cùng đồng thanh. "Đúng vậy, còn riêng Linh?" "Em làm sao hả chị?" "Công việc của em là trong 2 tháng tới, em sẽ tạm thời làm thư ký của giám đốc." "Sao ạ?" Cô bất ngờ tròn xoe mắt. Cả phòng bắt đầu nhốn nháo vì chuyện này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Linh. "Chị có nhầm lẫn gì không hả chị? Sao em lại phải làm thư ký chứ?" "Không nhầm đâu, đích thân giám đốc yêu cầu mà. Hôm nay em hãy chuyển lên đó đi, bàn em được chuẩn bị sẵn rồi." Cô đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Trang đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tan họp." Chị Trang vừa rời đi thì vài cặp mắt sắc bén nhìn về phía cô. Tuy cô chưa gặp mặt giám đốc lần nào, nhưng cũng nghe loáng thoáng là giám đốc là một người tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng. Việc này đã khiến cho phái nữ trong công ty luôn mơ mộng sẽ được anh một lần chú ý đến. Cô ngồi thử ra suy nghĩ, một vài cô gái trong phòng thiết kế tỏ ra ganh tị với cô. Bọn họ cố tình nói thật to cho cô nghe những lời rất khó nghe. Đại loại như là: "Sao cô ta mới đến công ty mà đã được làm thư ký vậy?" Hoặc là: "Chắc cô ta đã quyến rũ giám đốc, để được lên trước cũng nên đấy." Mặc dù rất tức giận với những lời lẽ đó, nhưng cô vẫn im lặng và giữ được bình tĩnh. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Cô rời phòng thiết kế, bước vào thang máy. Cô bấm thẳng lên tầng cao nhất của công ty. Bàn tay cô nắm chặt. Cô muốn biết tại sao lại điều cô về làm thư ký, trong khi công việc chính của mình là thiết kế cơ mà. Đứng trước căn phòng rộng lớn, cô đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu, căn phòng mới truyền ra âm thanh trầm ổn: "Vào đi." Giọng nói dứt khoát nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Cô với tay mở cánh cửa gỗ to lớn bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng khá gọn gàng, ngăn nắp, với một gam màu xám nhẹ nhàng, một bộ bàn ghế sofa, một chiếc tủ lớn. Tầm mắt cô dừng ở chiếc bàn gỗ lớn trước mặt. Một người đàn ông đang cặm cụi vào chiếc máy tính phía trước. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, tùy tiện mở 2 cúc áo ở bên trên ra, và quần âu lịch lãm. Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn người ấy, cho đến khi một giọng nói cất lên làm cô giật mình về trạng thái ban đầu. "Có chuyện gì?" Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà không hề ngẩng lên. "Thưa giám đốc, tôi có chuyện cần hỏi."
Lúc này anh mới ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình. Lúc này bốn mắt chạm nhau. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình rất quen. Cố gắng lục lại trí nhớ của mình một cách nhanh nhất, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được là ai. Bất chợt ánh mắt cô nhìn vào logo để ngay trên bàn: Tổng Giám Đốc Hoàng Bảo Nam. Tâm tình cô lập tức bị chấn động. Đầu óc của cô như một thước phim tua thật chậm lại tất cả mọi việc. Thì ra sếp của cô, anh ta chính là con của bác Tuấn, là người cô đã nhìn thấy ở bữa tiệc cách đây không lâu. Cô như hiểu ra được vấn đề, thì sếp của cô lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Là tên xấu xa lúc xưa đã hại cô. Tại anh mà cô tách biệt với thế giới bên ngoài vì ám ảnh lúc nhỏ. Là người mà cả đời này cô chẳng mong gặp lại. Giờ thì cô hiểu mọi vấn đề, chẳng cần hỏi gì thêm. Cô lập tức quay người về phía cửa, rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Khi tay cô chạm đến cánh cửa thì một giọng nói trầm ổn vang lên: Đứng lại. Cô bất động đứng im tại chỗ, chống ngực bắt đầu đập thình thịch. Sau một lúc im lặng thì giọng nói trầm ổn ấy vang lên lần nữa: Chẳng phải là cô có chuyện cần nói sao? Chưa biết được câu trả lời sao lại rời đi rồi? Thì ra anh ta biết cô sẽ lên tìm mình nên mới ung dung bình thản như vậy. Nực cười thật, thì ra cô cũng chỉ là trò đùa của anh ta. Cô lấy lại bình tĩnh, quay người đối diện với người đàn ông trước mặt. Anh muốn gì ở tôi? Có phải ngay từ đầu anh biết rõ về tôi rồi phải không? Rất thẳng thắn, nếu cô đã biết thì tôi cũng không giấu. Đúng vậy, tôi đã nhận ra cô ngay từ lúc cô vừa vào công ty. Thì ra mọi chuyện là do anh sắp xếp sao? Không hề, việc tôi sắp xếp chỉ là thay đổi vị trí nhân viên của công ty thôi. Còn việc cô làm ở đây chẳng phải là tự cô tìm đến sao? Tôi đâu có quyền ép cô làm đâu. Đúng vậy, là do cô tự mình nộp bản thiết kế để được chọn và làm ở đây. Nhưng điều cô không ngờ tới, anh lại là tổng giám đốc công ty này. Cô ngước mặt lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai cao ngạo phía trước. Xin lỗi, nếu tôi biết trước anh là giám đốc ở đây thì có chết tôi cũng không vào đây làm. Tôi sẽ thôi việc. Một nhân viên nhỏ bé như tôi, chẳng giỏi giang gì như tôi, sao có thể làm thư ký cho một giám đốc tài giỏi như anh chứ? Chẳng phải ngày xưa anh rất muốn đuổi tôi đi sao? Bây giờ anh không cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Thế nên phiền anh ý, tìm người khác đi. Tôi nghĩ cô không thể rời khỏi công ty này được đâu. Tôi đi được hay không ý, thì không có liên quan tới anh. Sao không? Tôi có quyền hạn đối với nhân viên ở đây mà. Ý anh là gì? Cô sẽ được trợ lý của tôi giải thích về vấn đề này. Anh bấm máy gọi trợ lý Duy vào phòng. Vào đi. Được rồi, bây giờ cậu giải thích cho cô ta hiểu. Vâng. Trợ lý Duy bước lại gần, đưa cho cô bản hợp đồng hôm trước cô đã ký. Chào cô, trước khi được vào đây làm việc, cô đã được công ty chúng tôi ký hợp đồng làm việc với thời hạn 1 năm. Khi hết 1 năm, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác nếu nhân viên đó muốn làm tại công ty. Nếu mà nhân viên tự ý bỏ việc thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Mời cô xem lại đi. Đây là nguyên tắc làm việc của công ty tôi. Phòng những trường hợp bỏ việc giữa chừng làm ảnh hưởng tới công ty. Nghe Duy nói vậy, cô mới vội vã xem lại nội dung hợp đồng. Lần trước khi biết mình được vào làm ở đây, vì quá vui mừng mà cô đã không xem kỹ bản hợp đồng ấy, chỉ xem qua loa, đặt bút ký ngay. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy hối hận vì mình đã quá vội vàng. Cô bước lên gần anh, nhìn thẳng vào mặt anh mà tuyên bố: Tôi sẽ bồi thường hợp đồng. Công ty của tôi không cần tiền. Vậy anh muốn gì? Cô hơi mất bình tĩnh. Ở lại tiếp tục làm việc, sau 1 năm cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mặt cô tối sầm lại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này thì hay rồi, đi không được, ở cũng chẳng xong. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì ở mình đây? Cả người cô như bốc hỏa. Trong lòng cô thầm than trách số phận. Bao nhiêu chuyện phiền phức lại rơi ngay vào cô. Hết tên người yêu cũ, rồi bây giờ lại tên giám đốc khó ưa kia nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô bực dọc đi ra ngoài đóng mạnh cánh cửa. Đang lúc khó chịu thì điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào màn hình thấy con bạn yêu quý gọi đến. Tao nghe đây. Cô não nể nghe máy. Giọng mày làm sao thế? Có chuyện gì à? Ừ, đau hết cả đầu đây này. Chuyện gì? Nói tao nghe coi. Gặp nhau đi. Mày đến quán cà phê trước cổng công ty tao ấy. Đang giờ làm việc cơ mà. Hôm nay mày được nghỉ sao? Không phải được nghỉ, mà là tao tự nghỉ. Cái gì? Đây là công việc mà mày yêu thích mà. Sao lại nghỉ chứ? Thôi, gặp nhau tao nói cho. Thế nhá.
Sau khi cô bực bội rời khỏi phòng, anh lặng lẽ ngồi trầm ngâm. Chẳng biết cảm giác lúc này của anh là gì, chỉ cảm thấy bức bối trong lòng. Thực ra anh cũng chẳng muốn làm khó cô bé ấy, anh chỉ muốn gần cô, giúp đỡ cô để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa anh đã gây ra, và chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng nó sẽ không dễ dàng gì, vì theo anh thấy cô bé này rất cứng đầu. Khi gặp lại cô, anh cảm thấy yêu mến cô bé ấy, khuôn mặt dễ thương cùng cặp mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên không phải là tình yêu nam nữ, vì anh đã có người trong lòng, và sắp tới cô ấy cũng sẽ sang đây. Tại quán cà phê Roma, cô đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, ly cà phê đen đã vơi bớt đi một nửa. Này, làm gì mà mày thẫn thờ thế? Ly bước đến ngồi xuống trước mặt cô. Mày đến rồi hả? Có việc gì, nói tao nghe coi. Tao muốn nghỉ việc. Hả? Mày điên à? Tao đang điên đây. Sao? Chuyện gì? Cô ngước lên nhìn Ly với ánh mắt vô hồn. Tao không làm ở bộ phận thiết kế nữa, mà tao làm thư ký giám đốc. Thật hả? Tốt quá còn gì? Tốt cái gì mà tốt? Mày biết giám đốc là ai không? Ly lắc đầu quẩy quẩy. Làm sao mà tao biết được? Mà người đó là ai? Mày quen sao? Không những quen, mà anh ta chính là cái tên lúc trước hại tao nhập viện suýt chết đấy. Cái gì? Chính là cái tên đó ấy hả? Sao anh ta ở đây chứ? Chẳng phải anh ta ở nước ngoài sao? Bởi vậy mới nói, đúng là oan gia mà. Tao sợ anh ta lại bày trò hại tao như lúc nhỏ mất thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bây giờ lớn cả rồi, ai lại chơi ba cái trò đó nữa? Ai mà biết được chứ? Mày cứ đi làm bình thường thôi, chắc là không sao đâu. Ừ, chắc phải vậy thôi. Hai người ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện, dắt nhau đi ăn uống, mãi đến chiều tối mới về. Sáng hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng cô chưa muốn đến công ty ngay nên la cà ở quán cà phê. Mãi tới hơn 8 giờ cô mới vào công ty. Quãng đường đi đến phòng làm việc của cô sao mà hôm nay nặng nề như vậy chứ? Bước chân mà như đeo hàng tấn đá vậy. Vừa tới nơi, anh Duy trợ lý đã hớt hải chạy lại chỗ cô. Thấy vẻ mặt lo lắng của Duy, cô có linh cảm là có chuyện chẳng lành. Cô lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Trời ơi, cô nương của tôi ơi, sao bây giờ em mới đến? Em xin lỗi, em... Thôi, lên gặp giám đốc đi, anh đang rất tức giận đấy. Sao lại giận được ạ? Ai chọc gì anh ấy hả anh? Anh không biết, em lên xem thử xem sao. Vâng, em lên đây. Cô mệt mỏi lê bước vào thang máy lên tầng cao nhất của Star. Nhìn cánh cửa gỗ to lớn trước mặt, cô có một cảm giác rất lạ. Không biết có việc gì mà anh ta lại gọi cô lên nữa. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng phía trong vang lên trầm ổn. Cô mở cửa bước vào trong phòng. Trước mặt là người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế, xoay lưng lại phía cô. Giám đốc tìm tôi. Anh từ từ xoay ghế lại đối diện với cô, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô biết mấy giờ rồi không hả? Đây là công ty chứ không phải cái chợ. Chẳng lẽ ý thức của cô kém như vậy sao? Xin lỗi, tôi có chút việc. Mà anh đâu cần phải nặng lời như vậy chứ. Được rồi, không tranh cãi nữa. Bây giờ tôi cần bản báo cáo chi tiết cho cuộc họp chiều nay. Cô mau chuẩn bị đi. Chẳng nói chẳng rằng, cô ôm tập tài liệu trên bàn đi thẳng ra ngoài. Cô hậm hực ngồi xuống ghế, miệng vẫn lẩm bẩm. Đúng là cái tên khó ưa. Anh dám mắng tôi. Được rồi, tôi nhịn. Anh là sếp, anh có quyền. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ, quên cả bữa trưa, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bản báo cáo này. Đứng dậy mang vào phòng cho anh. Thưa giám đốc, tôi làm xong rồi. Để đó đi. Bây giờ cô sắp xếp lịch tuần tới cho tôi, và hãy kiểm tra lại toàn bộ các bản thiết kế để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới vào ngày mai. Tôi biết rồi. Rời khỏi phòng, cô thở dài một tiếng. Cả ngày nay cô rất mệt mỏi để hoàn thành nhanh nhất tài liệu mà anh ta cần. Đến bữa trưa cũng chưa được ăn, người cô như chẳng còn chút sức lực nào cả, mà bây giờ lại phải lên lịch rồi xem xét các mẫu thiết kế nữa. Chắc hôm nay cô lại phải tăng ca nữa rồi. Uống vội hộp sữa, cô nhanh chóng trở lại bàn làm việc. Nếu như muốn về nhà, nếu còn chậm trễ, có khi phải đến nửa đêm. Sở dĩ cô ngoan ngoãn nghe lời anh là vì cô không muốn tranh cãi nhiều. Cô muốn yên ổn, làm hết năm. Khi hợp đồng chấm dứt, cô sẽ nghỉ việc ngay lập tức. Bây giờ nếu có tranh cãi cũng chẳng được gì, vì anh là sếp và cô đang là nhân viên của anh. Cô cố gắng lên lịch trình làm việc cho anh thật nhanh để còn xem lại những mẫu thiết kế.
Nói thì là vậy, nhưng mãi đến hơn 6 giờ tối cô mới hoàn thành xong. Nhìn đi nhìn lại trong công ty, vắng tanh, mọi người đã về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô. Cả ngày cô chẳng ăn gì ngoài hộp sữa lúc chiều, nên bây giờ tay chân cô bủn rủn, không còn chút sức lực nào hết. Đưa mắt nhìn những mẫu thiết kế trên bàn, cô mệt mỏi thở dài. Hôm nay cô phải xem lại tất cả những mẫu này, để mai còn đưa giám đốc duyệt qua trước khi họp. Cầm trên tay những mẫu thiết kế, cô ngán ngẩm xem qua hết một lượt. Rõ ràng đây là một công ty rất lớn, việc lựa chọn nhà thiết kế cũng rất khắt khe. Nhưng tại sao những mẫu này quá tầm thường, chỉ được khoảng 3 mẫu là cô cảm thấy tạm ổn. Xem ra chắc hôm nay cô phải ở lại đây rồi. Lấy điện thoại gọi về nhà. Mẹ ạ. Sao con chưa về? Ba mẹ đợi cơm con đây. Con xin lỗi, chắc là ba mẹ dùng cơm trước đi. Hôm nay con phải tăng ca nên chắc là về hơi trễ đấy ạ. Công việc nhiều lắm hả con? Sao lại tăng ca? Thế con ăn uống gì chưa? Con ăn rồi mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ về sớm mà. Ừ, vậy con làm đi nhá. Đừng làm quá khuya con nhá. Dạ, con yêu mẹ. Nói chuyện với mẹ xong, cô cảm thấy có chút động lực. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đặt bút vẽ lại những mẫu khác. Vẽ là niềm đam mê từ nhỏ của cô, nên những mẫu này không quá khó khăn với cô. Chưa đầy 3 tiếng, cô đã hoàn thành 5 mẫu mới. Cô mỉm cười với thành quả của mình, mệt mỏi nằm dựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, làm cô giật mình ngồi dậy. Cả ngày hôm nay anh đã phải tất bật giải quyết mớ công việc để chuẩn bị ra mắt sản phẩm vào ngày mai và chuẩn bị hợp đồng để ký kết với thương hiệu thời trang Mina. Mãi hơn 10 giờ đêm vẫn chưa xong, định sẽ ở lại luôn trong phòng làm việc. Nhưng thấy hơi đói nên anh định đi ăn cái gì rồi trở lại làm việc. Không ngờ vừa mới mở cửa, anh vẫn còn thấy cô ngồi làm việc. Bất ngờ bốn mắt nhìn nhau. Sao cô còn ở đây? Chẳng phải tại anh sao? Một ngày sai tôi làm đủ thứ việc. Bộ tôi là siêu nhân chắc. Mà thôi, tôi về đây. Chào anh. Nói rồi, cô lấy vội cái túi sách đứng dậy. Định bước đi nhưng đầu óc cô lại tối sầm lại, loạng choạng chống tay lên bàn. Anh thấy sắc mặt cô trắng bệch, lo lắng chạy lại đỡ cô. Cô không sao chứ? Cô lắc đầu, gỡ bàn tay của anh ra. Không sao. Cô đứng dậy, lắc đầu cho tỉnh táo. Cô loạng choạng bước đi. Đi qua anh thì bàn tay cô bị anh nắm chặt lại, kéo giật về phía mình. Vì cả ngày làm việc chưa ăn uống gì, nên khi bị kéo, cả người cô ngã nhào vào anh. Giây phút đầu cô áp sát vào lồng ngực của anh, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, làm trái tim cô đập loạn xạ. Cô lấy lại thăng bằng, vội vàng đứng thẳng dậy đẩy anh ra. Anh nhìn cô thật lâu, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh lên tiếng. Tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự về được, anh đi trước đi. Không để tâm đến lời cô nói, anh nắm tay cô kéo thẳng ra xe, mặc cho cô vùng vẫy. Bỏ ra, anh làm cái gì vậy hả? Yên lặng chút đi. Thấy mặt anh hầm hầm quát lên nên cô im thin thít. Anh kéo cô ra xe rồi đi thẳng. Ngồi trên xe, anh và cô đều im lặng, không ai nói chuyện. Cô ngồi sợ đầu vào cửa kính, mắt nhắm chặt lại. Cả ngày hôm nay cô đã vắt kiệt sức để hoàn thành mớ việc mà anh giao, nên bây giờ toàn thân cô mềm nhũn. Cứ như vậy cô ngủ quên lúc nào chẳng hay. Anh đang lái xe thì nhìn sang bên cạnh, thấy cô đã ngủ. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng không kém phần hấp dẫn. Lâu lâu anh lại quay sang nhìn cô, tự nhiên cảm thấy có lỗi với cô. Mấy hôm nay vì công ty gần ra mắt sản phẩm để liên doanh với thương hiệu Mina nên công việc quá nhiều. Lúc nãy khi nhìn thấy cô trong phòng làm việc, anh đã rất bất ngờ, không nghĩ cô làm việc đến tận giờ này. Đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của cô, anh chợt nhận ra rằng tuy hơi khó tính nhưng vẫn biết nghe lời đấy. Dừng xe lại một quán ăn nhỏ bên đường, anh quay sang lay người cô dậy. Dụi mắt nhìn xung quanh, cô quay sang hỏi anh. Đây là đâu vậy? Quán ăn, chúng ta vào thôi. Cô mở cửa xe bước xuống, nhìn chằm chằm trong quán. Đôi mắt cô mở thật to, đang mải miết đứng nhìn thì anh đã ngồi yên vị trên ghế, nói vọng ra. Cô định cứ đứng như vậy mãi hả? Cô thu lại tầm nhìn của mình sau lời nói của anh, nhẹ nhàng đi vào quán. Sau khi cô ngồi vào ghế thì bác chủ quán lại gần hỏi. Hôm nay đi cùng bạn gái hả Nam? Cô giật mình xém té ghế.
Cái gì mà bạn gái chứ? Định lên tiếng phủ nhận thì thấy anh nhìn bác chủ quán cười tươi rồi lên tiếng. Dạ không phải đâu, cô ấy là bạn cháu thôi. Tiếc thật, con bé xinh quá. Vậy hôm nay hai cháu ăn món gì đây? Anh quay sang nhìn cô. Cô thích ăn cái gì thì gọi đi. Thế nào cũng được mà. Vậy tôi gọi nhá. Anh quay sang nói với bác chủ quán. Bác cho cháu hai tô phở nhá. Được rồi, chờ bác một chút. Sau khi bác chủ quán vào trong, anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chằm chằm. Sao nhìn tôi ghê vậy? Mặt tôi bị dính gì hả? Tôi không ngờ người như anh mà cũng ăn ở đây đấy. Sao tôi lại không thể ăn ở đây? Theo tôi biết những người giàu có đều không muốn ăn ở một nơi bình dân thế này. Vậy là cô sai rồi. Đâu phải ai giàu cũng ăn ở những nhà hàng sang trọng đâu. Tôi vẫn thường hay ăn ở đây. Lại ngạc nhiên một lần nữa, cô mở to đôi mắt nhìn anh. Thường xuyên ăn ở đây sao? Tin được không trời? Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi, cô không cần phải nhìn chằm chằm tôi như vậy. Cái gì? Anh mà đẹp á, có cần gương để soi lại không đấy hả? Cô... Được rồi, hôm nay nể tình cô làm việc đến tận khuya, tôi sẽ bỏ qua lần này đấy. Vậy nếu không bỏ qua thì anh tính làm gì tôi? Nếu cô muốn ngày nào cũng về vào giờ này, tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Sau khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cô im bặt không nói một lời. Thầm nguyền rủa cái tên đáng ghét trước mặt. Hắn dám uy hiếp cô cơ đấy. Tiêu rồi, lần này cô chọc phải tổ ong rồi. Cuộc đời tươi đẹp của cô chấm dứt tại đây. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô, khóe môi của anh cong lên nụ cười. Không ngờ cô bé ngang ngược trẻ con này cũng biết sợ cơ đấy. Tuy phở ở đây rất ngon, bụng cô cũng rất đói, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng phải đi làm về lúc nửa đêm thì cô không tài nào nuốt nổi. Cố gắng gắp vài đũa qua loa cho xong, thế cô chỉ ăn có một chút nên anh lên tiếng hỏi. Ngon sao lại ăn như thế kia? Tôi không muốn ăn nữa. Chẳng phải là cô chưa ăn gì sao? Ăn thêm chút nữa đi. Anh nghĩ tôi nuốt nổi sao? Gặp anh đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả. Ý cô là gì? Chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ cho tôi ngày nào cũng làm việc đến đêm sao? Bây giờ còn bày đặt tỏ ra quan tâm. Anh bật cười thật to. Thì ra cô nghĩ lời anh nói lúc nãy là thật sao? Anh cười cái gì? Vui lắm đấy hả? Nói rồi cô bực dọc đứng dậy, đi bộ đi về. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh khẽ mỉm cười. Anh nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo kéo cô lại. Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Đừng có động vào tôi. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không lên. Tôi hỏi cô có lên không hả? Cô liếc anh một cái rồi quay người đi thẳng. Anh nhanh chóng trả tiền. Anh biết cô khá bướng bỉnh, bây giờ có la hay tức giận với cô cũng chẳng có ích gì nữa, nên anh đành phải dịu lại. Anh lên xe lái thẳng trước mặt cô rồi bước xuống. Nếu cô chịu lên xe, tôi sẽ xem xét việc không bắt cô tăng ca nữa. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thật sao? Đương nhiên, không nói chơi đâu. Anh nhớ đấy. Cô mở cửa xe bước lên để anh đưa về. Đến trước cổng nhà, cô chào anh rồi bước vào nhà. Vì đã quá khuya, có lẽ ba mẹ cô đã ngủ rồi. Đi lên phòng, cô chẳng buồn tắm rửa hay thay đồ mà nằm luôn lên giường ngủ một giấc. Ngày hôm nay quá dài. Hôm sau, cô mang những mẫu thiết kế đến cho anh xem qua. Cô đặt những mẫu do bên bộ phận thiết kế vẽ để qua một bên và những mẫu cô tự vẽ tối qua sang một bên. Cô nói với anh. Thưa giám đốc, bên này là mẫu thiết kế do tổ thiết kế đưa lên tối qua. Tôi đã xem qua tất cả những mẫu này rồi. Tôi cảm thấy hầu hết các thiết kế này quá đơn giản và lỗi mốt. Công ty chúng ta là một trong những công ty hàng đầu về thời trang. Theo như tôi được biết thì trụ sở chính ở bên New York luôn tạo ra những sản phẩm mới, hiện đại và luôn dẫn đầu về doanh số. Nhưng theo tôi thấy, những nhà thiết kế công ty chúng ta căn bản họ không có kinh nghiệm làm việc. Anh nhìn xem, đây là những mẫu do tôi vẽ tối qua. Chưa đầy 3 tiếng tôi đã có thể hoàn thành xong. Vậy mà hơn một tuần qua, bên bộ phận thiết kế của công ty chỉ có thể đưa ra những ý tưởng lỗi mốt như thế này sao? Anh im lặng, nhìn những mẫu vẽ ở trên bàn. Đúng là chả có tí sáng tạo nào cả. Nhìn sang mẫu vẽ mà cô vẽ, anh thật sự rất hài lòng. Chưa đầy 3 tiếng mà đã có thể sáng tạo như vậy. Quả là một người không phải tầm thường. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Duy. Vào phòng tôi gấp đi. Vâng. Giám đốc có việc gì ạ? Tuyển người thiết kế mới, phải sa thải toàn bộ nhân viên ở bộ phận thiết kế ngay cho tôi. Vâng. Nhìn cách cư xử của anh, cô biết anh là một người rất quyết đoán. Trong lòng không khỏi khâm phục người sếp của mình. Một tuần sau,
Hôm nay cô vẫn đi làm bình thường, nhưng vừa đến công ty đã thấy Ly ở đó. Nhìn thấy Ly, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh. Ly, mày làm gì ở đây? Tao đi phỏng vấn. Cái gì? Mày đi phỏng vấn ở đây á? Ừ. Thật hả? Thật, nhưng tao lo quá. Với năng lực của mày mà còn lo cái gì? Lo chứ, lỡ không được nhận thì sao? Tao chỉ muốn gần mày nên mới xin vào đây á. Chứ ba tao bắt về công ty làm nè. Cảm ơn mày, bạn tốt của tao, cố gắng lên nhá. Ừ, tao sẽ cố gắng. Thôi mày vào làm đi, chưa gặp nhau sao? Ừ, bye mày. Vào làm việc mà cô cứ thấp thỏm lo lắng, không biết Ly phỏng vấn có tốt không. Chỉ mong nhanh nhanh đến giờ ăn trưa để gặp Ly hỏi han tình hình. Giờ nghỉ trưa, cô vội vàng gọi cho Ly. Mày đang ở đâu thế? Tao vừa phỏng vấn xong, mày ra cổng đi. Ừ, tao xuống liền đây. Cô phi như bay ra cổng, chưa kịp thở, cô đã vội vàng hỏi. Sao rồi, ổn không, có được nhận không mày? Chưa biết, khi nào có kết quả thì người ta gọi báo. Tao tin mày sẽ làm được mà, yên tâm đi, giờ mình đi ăn nhá, tao mời. Ừ, đi thôi. Ăn chưa xong, cô trở lại phòng làm việc. Mấy hôm nay công ty đã hoạt động ổn định, nên cô đỡ vất vả hơn nhiều. Hàng ngày làm việc gần anh, cô cảm thấy đỡ ghét anh hơn lúc trước. Anh cũng không làm khó cô, mà ngược lại còn tận tình chỉ bảo. Hôm ấy lúc cô chuẩn bị ra về thì gặp anh. Cô cúi chào định đi trước, nhưng anh có đề nghị đưa cô về. Mặc dù đã từ chối, nhưng anh bỏ ngoài tai lời cô nói. Đành ngậm ngùi để anh đưa về, nhưng vừa ra tới cổng đã gặp tên người yêu cũ của cô. Vừa thấy hắn, cô liền lùi lại phía sau. Hắn thấy cô tránh xa mình thì vội đi lại gần nắm tay cô. Linh, nói chuyện với anh một lát đi, sao lại lảng tránh anh thế? Bỏ ra. Anh không bỏ đâu, ngày hôm nay anh phải nói chuyện với em. Nói rồi, hắn kéo tay cô định lôi đi thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo lại. Cả cô và hắn đều ngước lên nhìn. Cô như chết đuối vớ được phao khi thấy anh. Giọng cô có vẻ bất ổn. Giám đốc, bỏ tay cô ra. Anh nhìn hắn lạnh lùng nói. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả? Hắn vinh mặt lên nhìn anh. Tôi là ai anh không cần biết, nhưng nếu anh còn làm phiền cô ấy nữa thì đừng có trách tôi. Anh nắm lấy tay kéo cô về phía mình. Hắn thấy cô ngoan ngoãn đi theo anh thì rất tức giận, bước nhanh lên trước mặt cô chặn lại. Mặt hắn hàm hàm nhìn cô và anh. Thì ra cô có tình mới nên mới luôn từ chối quay lại với tôi. Thì ra cô cũng chỉ là một cái hạng đàn bà thấp kém, vừa mới chia tay đã quen ngay thằng khác rồi. Bốp. Anh im cái miệng dơ bẩn của anh đi. Anh nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện này với tôi sao? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi thoát khỏi anh đấy. Đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Cô nói như tát nước vào mặt hắn, rồi nắm tay anh kéo đi, để lại hắn đứng đó bất lực nhìn theo. Ngồi trên xe, cô buồn bã nhắm mắt thở dài. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Người lúc nãy là người yêu cũ của cô hả? Chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì không phải. Ừ. Không gian chìm vào im lặng, cô mệt mỏi dựa đầu vào cửa xe. Thấy tâm trạng cô không được ổn lắm nên anh cũng không nói gì nữa. Về nhà, cô lên phòng nằm dài trên giường, chẳng buồn tắm rửa. Cô mệt quá. Con người ta thật khó hiểu, vì tiền tài địa vị của nhà cô mà bất chấp sĩ diện đến cầu xin cô quay lại. Cô thở dài ngao ngán. Đang tâm trạng không tốt thì điện thoại của cô báo có tin nhắn. Cô chán nản đưa tay với lấy cái điện thoại. Cô ổn không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Đừng suy nghĩ nhiều, cô nghỉ ngơi đi. Hôm nay rất cảm ơn anh. Ừ. Cất điện thoại, cô khẽ mỉm cười. Thì ra cái tên giám đốc này cũng tốt đấy chứ. Tâm trạng thoải mái hơn, cô ngồi dậy đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Lâu rồi cô chưa ăn cơm cùng ba mẹ. Mấy ngày sau khi cô đang chuẩn bị tài liệu cho giám đốc thì điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy số của Ly, cô liền nghe máy. Tao nghe này. Mày đang làm đấy hả? Ừ, hôm nay sếp họp nên tao hơi bận. Mày gọi cho tao có việc gì thế? À có, nhưng thôi chiều mình gặp nhau sao? Ừ, vậy chiều gặp nhá. Những ngày gần đây, cô và anh cũng thân thiết với nhau hơn. Anh cũng hay quan tâm và hỏi han cô nhiều hơn. Có khi cô và anh, cả hai cùng tan làm một lúc, nên anh đưa cô về hoặc là đi ăn. Nhiều lúc cô cảm thấy anh rất ấm áp, không như lúc nhỏ hay lạnh nhạt và ghét bỏ cô nữa. Chiều hôm ấy khi vừa tan làm thì thấy Ly đã đợi cô ở cổng. Đợi tao lâu chưa? Tao cũng mới đến,
À, mình đi ăn rồi nói chuyện luôn nhé. Cả hai cùng chọn một nhà hàng Nhật cách đó không xa. Gọi món xong, cô liền quay sang hỏi Ly. Lúc chưa có chuyện gì sao mà gọi tao, nói tao nghe coi. Tao muốn thông báo với mày một tin vui nè. Mày làm tao hồi hộp quá đấy, nói nhanh đi. Linh ơi, tao sắp được làm cùng với mày rồi. Thật hả, được nhận rồi à? Ừ, sáng nay bên phòng nhân sự mới gọi cho tao. Tao vui quá đi. Chúc mừng mày nhá, vậy là có bạn đồng hành. Cảm ơn mày nha. Muốn cảm ơn ý, thì mời tao một bữa đi. Mày muốn 10 bữa cũng được, chứ một bữa là cái gì? Hôm nay tao mời. Thôi đồ ăn lên rồi kìa, chúng ta ăn thôi. Ừ. Cô và Ly cùng nhau vui vẻ ăn uống rồi đi dạo. Cô cảm thấy mình may mắn vì luôn có Ly ở bên cạnh. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đây mà cô đã làm được hơn 5 tháng ở đây rồi. Suốt thời gian qua, làm việc bên cạnh anh, cô cảm thấy anh cũng rất tốt. Tuy rằng đôi lúc hơi nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô biết trái tim cô đã thích anh mất rồi. Anh cũng nhận ra tình cảm của cô dành cho mình, nhưng vẫn im lặng và luôn giữ khoảng cách với cô. Hôm ấy cô vẫn đi làm bình thường, pha một tách cà phê mang vào phòng cho anh, nhưng chưa thấy anh đi làm. Cô đặt tách cà phê xuống bàn rồi trở lại làm việc. Mãi đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy anh đi làm nên cô hơi lo lắng. Bình thường anh là một người rất tốt, nghiêm túc trong công việc, luôn đúng giờ. Cô vội vàng đi vào phòng trợ lý Duy để hỏi về anh. Cốc cốc. Vào đi. Anh Duy, em có phiền anh không? Không sao đâu, em ngồi đi. Tìm anh có chuyện gì không? Em muốn hỏi là anh có biết vì sao hôm nay giám đốc không đến công ty không ạ? Duy nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng. Chúng ta cũng thân thiết và biết nhau lâu rồi, nên anh sẽ nói chuyện này cho em biết. Mong em sẽ giúp Nam vượt qua chuyện này, vì anh biết là em có tình cảm với Nam. Em không cần phải nói gì hết. Hôm qua Hằng, người yêu bên New York của Nam, đã gọi điện và nói rằng cô đã tìm được một tình yêu mới và muốn chia tay với cậu ấy. Cô ngẩn người khi nghe Duy nói. Hôm qua cậu ấy uống nhiều rượu lắm, chắc là bây giờ vẫn chưa tỉnh đâu. Đây là địa chỉ nhà của Nam, anh mong em sẽ khuyên can được cậu ấy. Cầm địa chỉ mà Duy đưa, cô vội vàng chào Duy rồi bắt xe đến nhà anh. Theo địa chỉ mà Duy đưa, cô bắt xe đến thẳng đó. Cô đưa tay bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có ai trả lời. Bước lại gần cổng, thấy cửa không khóa, cô liền đẩy cửa bước vào. Căn nhà vắng tanh, không một bóng người. Cô đi thẳng lên lầu. Trên đây có hai phòng nên cô dễ dàng tìm ra phòng anh. Cô đưa tay lên gõ cửa ầm ầm. Giám đốc, anh có ở trong phòng không? Anh đang nằm ngủ trong phòng, nghe tiếng đập cửa thì mệt mỏi tỉnh dậy. Toàn thân đau ê ẩm, đầu óc quay mòng mòng. Hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu, bây giờ người anh không còn chút sức lực nào cả. Đôi mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng. Đôi mắt anh cay xè, nhưng phải cố gắng mở ra vì tiếng gọi bên ngoài. Anh không vội vàng ngồi dậy mà nhắm mắt nằm thêm giây lát, vì anh nhận ra Ái Linh đang ở bên ngoài. Từ ngày làm việc cùng Ái Linh, anh cũng đã nhận ra là cô có tình cảm với mình. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách với Linh, vì trong lòng của anh trước giờ chỉ có một người con gái, đó là Hằng. Anh đứng khẽ dậy mở cửa, đã thấy Linh đứng nhìn mình. Sao cô lại tới đây? Em nghe anh Duy nói tối qua giám đốc uống rất nhiều rượu, nên em qua xem anh thế nào. Nhớ lại ngày mới gặp anh và bị anh bắt ép phải ở lại công ty làm việc, cô đã tức giận, cãi lại anh và nhất định nói lý với anh cho bằng được. Thì bây giờ tính cách của cô hoàn toàn ngược lại. Dù anh có cáu gắt với cô thì cô vẫn nở nụ cười hiền hòa và trả lời theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không sao, cô về đi. Anh đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cô đứng ở bên ngoài. Cô đứng đó một lúc rồi xuống lầu, vào bếp nấu cháo cho anh. Chưa đầy một tiếng, cô đã nấu xong cháo, múc ra tô bê lên phòng anh. Cô đứng bên ngoài gõ cửa và gọi. Anh Nam. Anh bước ra mở cửa lần nữa, thấy cô vẫn còn ở nhà mình, giọng anh trở nên cáu gắt. Sao cô vẫn còn ở đây? Em ở lại nấu cháo cho anh. Tôi mệt lắm, giờ chỉ muốn ngủ thôi, cô đi về đi. Không đợi anh nói nữa, cô lách sang một bên, đi vào phòng. Anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu, vì cô bất chấp thái độ của anh. Mặc kệ cô ở đó, anh mệt nhọc về giường ngồi. Cô đặt tô cháo xuống bàn, rồi quay sang nói với anh.
anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo cho nóng. Em sẽ giúp anh dọn phòng. Vừa nói cô vừa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Theo như cô biết, anh là một người rất gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng nhìn căn phòng lúc này rất bừa bộn. Cô biết một người chín chắn và lãnh đạm như anh lại ra nông nỗi này thì chắc hẳn là người con gái ấy rất quan trọng. Nghĩ đến đây, trái tim của cô đau thắt lại. Một đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang như cô chỉ vì muốn được yêu anh mà bất chấp tất cả. Ngoài kia, biết bao đàn ông yêu thương và nguyện chăm sóc cô suốt đời. Nhưng cô từ chối, chỉ theo đuổi một bóng hình, chẳng bao giờ để mắt tới cô. Cô về đi, tôi không khiến cô làm đâu. Những lời anh nói, cô bỏ ngoài tai, cô mặc kệ. Anh ngồi nhìn cô từ phía sau, cô làm hết việc này tới việc khác. Chỉ trong chốc lát, căn phòng bừa bộn mà anh bày ra đã gọn gàng ngăn nắp. Anh vẫn ngồi im không lên tiếng, việc cô làm anh không hề cảm động, mà ngược lại rất khiến anh khó chịu. Lúc đầu, anh vì thấy có lỗi với cô, vì chuyện lúc xưa, nên mới giữ cô lại bên mình để quan tâm giúp đỡ, bù đắp lại những tổn thương anh gây ra lúc nhỏ cho cô. Anh không ngờ rằng cô lại có tình cảm với anh và cứ âm thầm quan tâm, lo lắng cho anh. Ái Linh là con gái bác Hưng, cũng là bạn bè thân thiết với gia đình của anh. Từ lúc gặp lại, anh chỉ xem Ái Linh như một đứa em gái trong gia đình. Cũng chính vì thế mà bây giờ anh lại cảm thấy khó xử với Ái Linh vì cô bé đã đem lòng yêu anh. Mà anh thì lại không thích điều này. Bao năm qua, anh đã dành hết tình cảm cho người con gái ở bên New York. Trái tim anh đã dành trọn cho người con gái ấy. Những tưởng cô ấy sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Nhưng không ngờ cô ấy phản bội anh vì người mới. Có phải anh là một người quá si tình hay không? Phải chăng anh đã quá mù quáng trong tình yêu? Thời gian qua, khi biết mình có tình cảm với anh, cô đã cố gắng tìm cách tiếp cận để được gần anh hơn. Anh để mặc cô muốn làm gì thì làm, lên giường, nằm mở điện thoại ra ngắm, vì trong đó có hình ảnh của anh và người con gái anh yêu, Diễm Hằng. Trên thương trường, anh là một giám đốc tài giỏi, quyết đoán, nhưng trong chuyện tình cảm, có lẽ anh là một người quá ngu ngốc, yêu đến mù quáng. Mặc dù cô ấy đã có người khác rồi, nhưng anh vẫn ôm ấp một hy vọng là cô ấy sẽ quay về bên mình. Anh chẳng thể điều khiển được trái tim của mình nữa. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình quặn thắt. Và rồi anh giật bắn mình khi nghe tiếng đổ vỡ. Xin lỗi, em không cố ý làm vỡ. Anh ngồi dậy với sự tức tối trong lòng, là tấm hình để bàn anh và Hằng chụp chung với nhau. Anh tức giận, hét lớn vào mặt của cô. Cô để tôi yên được không hả? Tôi phải làm sao, cô mới buông tha tôi đây? Tôi không yêu cô, tôi không yêu cô được chưa? Từ trước tới nay, tôi chỉ xem cô như một người em gái của mình thôi, không hơn không kém. Cô ghét tôi như lúc trước đi. Ái Linh đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác, tránh ánh nhìn giận dữ của anh. Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời anh nói. Em làm sao mà thành em gái của anh được? Chúng ta đâu có cùng mẹ đâu. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng với anh. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một chút khó xử, xót xa từ ánh mắt của cô. Anh níu chặt bờ vai Ái Linh, hướng mắt cô nhìn thẳng vào anh. Cô nghe rõ đây, tôi không yêu cô, người tôi yêu là... Anh còn chưa nói hết câu, Ái Linh đã ghì chặt lấy anh và hôn. Anh thật sự giật mình vì nụ hôn ấy. Anh đứng im để cho mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát. Nụ hôn thật lạ, nó nồng nàn và rất mãnh liệt. Định hình lại mọi việc, anh đẩy mạnh cô ra, nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. Cô biết mình vừa làm cái gì không hả? Em xin lỗi. Cô về đi, tôi muốn yên tĩnh. Cô không nói gì, lặng lẽ lấy túi sách trên bàn rồi chạy thẳng ra ngoài phòng. Cô đi rồi anh mới bình tĩnh lại, cơn bực tức trong lòng cũng dần dịu đi. Mấy ngày sau, anh cũng ổn định hơn và bắt đầu đi làm lại bình thường. Sau sự việc hôm trước, cô vẫn cư xử với anh như bình thường. Nhưng có điều anh nhận ra, ánh mắt cô hằn lên nỗi đau khổ tuyệt vọng. Cô vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Thỉnh thoảng cô vẫn hay quan tâm hỏi han anh. Mối quan hệ giữa cô và anh chỉ là sếp với nhân viên, ngoài ra chẳng có gì mới. Những tháng ngày tiếp theo, cô vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh. Nhưng đáp lại, sự tận tâm của cô là sự khó chịu và lạnh nhạt của anh. Sau gần một năm làm việc tại Star thì hợp đồng của cô cũng sắp hết. Nếu như trước kia cô sẽ nhảy cẫng lên vui mừng vì thoát khỏi người ấy, thì bây giờ cô lại không muốn nghỉ việc nữa.
Cô quyết định sẽ ở lại công ty, sẽ không nghỉ việc nữa. Ở bên anh cũng gần một năm rồi, tình cảm cô dành cho anh ngày càng sâu đậm, mặc dù chỉ là mình cô đơn phương yêu anh. Việc cô tiếp tục ở lại công ty cũng không khiến anh ngạc nhiên. Thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy, anh vẫn lạnh nhạt với cô, chẳng hiểu sao cô lại có thể kiên trì theo đuổi anh đến vậy. Hôm nay, trong lúc cô đang làm việc thì có một cô gái xinh đẹp đi lại gần chỗ cô và hỏi. Chào cô, xin hỏi anh Nam có ở đây không? Xin hỏi cô là ai ạ? Cô có hẹn với giám đốc sao? Cô cứ nói người tên là Hằng, tìm gặp, anh sẽ gặp ngay. Được rồi, cô đợi tôi một lát. Cô đứng dậy và gõ cửa phòng. Cốc cốc. Vào đi. Anh vẫn nghiêm túc chăm chú và xếp tài liệu dày cộp trên bàn. Giám đốc. Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Một cô gái tên Hằng muốn gặp anh. Ánh mắt của anh lóe lên niềm vui sướng, giọng anh có vẻ vui hơn. Mau cho cô ấy vào đi. Dạ vâng. Cô đi ra ngoài và gọi cô gái vào. Ngồi bên ngoài mà lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ. Không biết anh và cô gái kia có quan hệ gì. Tại sao khi nhắc đến tên cô ấy thì vẻ mặt của anh lập tức thay đổi. Biết bao nhiêu chuyện cứ làm cô rối tung lên. Cô gái ấy ở trong phòng anh hơn một tiếng đồng hồ. Lúc quay trở ra, không chỉ một mình cô ấy mà còn có cả anh. Cô gái ấy khoác tay anh rất tình cảm. Anh còn cười dịu dàng với cô ấy, nụ cười rất mãn nguyện. Anh chẳng buồn liếc nhìn thấy cô ấy một cái, lập tức quay người bước đi cùng cô gái kia. Giây phút nhìn anh cùng người phụ nữ khác tay trong tay, trái tim cô nhói lên từng chập. Dẫu biết là anh không thuộc về mình, nhưng trái tim vẫn cố chấp yêu anh, yêu đến điên dại, yêu đến bất chấp. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô gái mà Nam yêu cũng tên Hằng. Cô đi đến phòng của Duy, cô muốn xác minh một chuyện. Anh Duy, em vào được không? Em vào đi. Anh bận à? Không có, em ngồi đi. Tìm anh có việc gì sao? Vừa nãy có một cô gái đến tìm anh Nam. Một cô gái sao? Đúng vậy, cô ấy tên là Hằng. Em muốn anh nói cho em biết, có phải cô gái đó chính là người mà anh Nam đã yêu phải không? Duy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Nếu mà em biết rồi, anh cũng không giấu. Cô ấy đúng là người Nam yêu. Hôm trước cô ấy có đến gặp anh nói chuyện. Anh không ngờ cô lại tìm đến đây. Em hiểu rồi. Cô ra về trong tâm trạng tồi tệ, lang thang dưới con phố đông đúc. Lòng cô trống rỗng. Ở bên anh bao lâu nay, quan tâm lo lắng cho anh, nhưng đổi lại cô được gì chứ? Cô còn chẳng bằng người con gái đã bỏ anh đi theo tỉnh mới. Cô tự cười chính bản thân mình, biết rõ là sẽ đau khổ mà vẫn muốn lao vào. Cô cứ thế đi cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Mày đang ở đâu thế? Sao về mà không đợi tao? Ly giận dỗi. Xin lỗi mày, tao có chút việc nên đi trước. Hôm nay mày về một mình nha. Có chuyện gì vậy? Nghe giọng mày khác quá. Tao ổn mà, mày đừng có lo. Ừ, đi đứng cho cẩn thận đó, hẹn mai gặp mày. Ừ, bye mày. Cô tắt máy, lòng cô bây giờ hỗn loạn. Bước ra chiếc ghế gần bờ hồ, lặng nhìn mặt hồ, từng đợt sóng dập dìu cũng giống như cô lúc này. Hít thở thật sâu mặc kệ số phận. Dù sau này có thế nào, dù anh tổn thương cô bao nhiêu thì cô vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Cậu đã quay lại với Hằng sao? Phải, cô chia tay với người kia rồi. Chúng tôi đã quay lại với nhau. Duy nhìn Nam với ánh mắt tức giận. Vậy còn Linh thì sao? Cô có đáng để cậu đối xử như vậy không? Tôi đâu có bắt cô ấy yêu tôi đâu. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô ấy rồi, nhưng Ái Linh vẫn cứ cố chấp. Cậu biết mà, tôi chỉ yêu mình Diễm Hằng mà thôi. Duy nhìn Nam một hồi rồi thủng thẳng lên tiếng. Tôi quen Ái Linh cũng lâu rồi, như cậu biết đấy. Ái Linh rất giống cậu, đều cứng đầu như nhau. Khi tôi biết cô ấy có tình cảm với cậu và khi Hằng chia tay với cậu, tôi đã nhờ cô ấy giúp đỡ cậu vượt qua thời gian khó khăn ấy. Tôi luôn coi Linh như em gái của mình. Thật tình tôi không muốn cô ấy tổn thương. Nam này, tôi với cậu chơi với nhau cũng rất lâu rồi. Cậu là một người bạn tốt của tôi, nhưng cậu lại quá nặng lòng với Hằng. Nếu cô ấy cứ cố chấp yêu cậu, cô ấy sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi cũng đã từng khuyên cô ấy nên từ bỏ cậu đi, nhưng cô ấy lại tự tin nói rằng: anh cứ kệ em đi, trái tim này là của em và em muốn đánh cược một lần. Biết đâu anh Nam sẽ bị em chinh phục, biết đâu anh và cô gái ấy không quay về với nhau, và biết đâu em là hạnh phúc mà anh ấy bỏ quên. Khi nói ra những điều này, cô ấy mỉm cười vui vẻ, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy chẳng chỉ những nỗi đau. Nói tới đây,
Ánh mắt của Duy trùng xuống. Duy xem Linh như đứa em gái của mình. Nhìn cô cứ buồn bã, đau khổ, anh cũng khó chịu và đau lòng. Nếu cậu không yêu Linh, hãy một lần nói chuyện rõ ràng với cô ấy và đừng cho Linh bất cứ một tia hy vọng nào. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Anh và Diễm Hằng đã quay lại với nhau. Anh không muốn Ái Linh ôm hy vọng lần nữa, nên quyết định sẽ nói chuyện một lần rõ ràng với cô. Nhìn thấy anh, cô luôn mỉm cười vui vẻ. Thật tình anh chẳng nỡ làm tổn thương cô, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Suy nghĩ suốt một tuần qua, cuối cùng hôm nay anh quyết định sẽ gặp cô nói chuyện. Hôm nay anh vẫn đến công ty như bình thường. Anh trong phòng nhìn cô qua camera giám sát. Cô vẫn như vậy, vẫn nhiệt tình, chăm chú làm việc. Đôi lúc anh nhìn thấy cô, chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng mình. Thấy cô như vậy, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi chua xót. Giờ nghỉ trưa, cô đang ăn cơm cùng với Ly thì điện thoại báo có tin nhắn. Mở ra xem, thấy nhắn tin cho cô. Buổi chiều nay, chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ như vậy thôi cũng làm cho cô trở nên vui vẻ. Cô rất vui vì đây là lần đầu anh chủ động nhắn tin với cô. Nhìn cô tự nhiên cười, Ly ngồi bên cạnh lên tiếng. Này, sao lại cười một mình như con khùng thế hả? Có đâu. Thôi ăn nhanh đi rồi vào làm việc đi má, ngồi đó mà cười. Ừ, ăn đi. Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng tập trung hơn. Hôm nay tan làm, cô và anh cùng nhau đến công viên gần đó để nói chuyện. Cô vẫn nhí nhảnh, đáng yêu như lúc trước. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh nghĩ chắc cô không hề biết cuộc hẹn hôm nay anh sẽ nói cái gì. Công viên chiều nay thật đẹp, gió hiu hiu thổi bay từng tán lá. Thời tiết dễ chịu, anh và Linh cùng bước đến chiếc ghế đá bên gốc cây ngồi xuống. Thấy anh im lặng, nhìn vào khoảng không phía trước, cô nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng. Anh có chuyện gì cần nói với em sao? Anh nói đi, em nghe. Anh giật mình trước cách nói chuyện của cô. Thì ra Ái Linh biết cuộc hẹn ngày hôm nay của anh. Cô hiểu anh muốn nói gì. Tôi cảm ơn vì cô đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng có lẽ tôi phải nói với cô rằng tôi không có tình cảm với cô. Và cuộc đời này tôi chỉ yêu và cưới một mình Diễm Hằng mà thôi. Và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Tôi không muốn cô phải tốn công vô ích nữa. Cô xứng đáng với một người tốt hơn. Anh nói thật lòng sao? Sao cô lại hỏi như vậy? Thì chẳng phải anh và em đều giống nhau sao? Chúng ta đều vì tình yêu của mình. Anh theo đuổi tình yêu của anh, em theo đuổi tình yêu của em. Vậy tại sao anh bắt em phải dừng lại chứ? Nhưng tôi là con trai, với lại tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Còn cô thì... Chỉ mình cô dành tình cảm cho tôi mà, còn tôi thì không. Vậy thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi anh. Anh không cần bận tâm đến em đâu. Dù em có đau lòng hay là tổn thương thế nào đi nữa thì cũng là do em mà. Chúng ta cứ như những ngày qua đi, hãy cứ theo đuổi tình yêu của mình vậy nhá. Cô ngang ngạnh và cứng đầu hơn so với vẻ bề ngoài mong manh yếu đuối của mình. Anh cảm thấy rất bực vì cô không chịu nghe. Nhưng thực sự từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh thấy Ái Linh nói đúng. Cô ấy cũng giống anh, yêu si mê mù quáng. Anh làm sao có thể bắt cô ấy làm theo ý mình được chứ? Anh còn chuyện gì để nói không? Nếu hết rồi thì thôi nhá, em muốn đi dạo một lát. Anh lặng lẽ đi bên cạnh. Cô hồn nhiên tinh nghịch líu lo suốt. Anh biết cô đang cố gắng trốn tránh tình huống khó xử lúc nãy. Trong công viên lãng mạn như vậy, chắc chỉ có anh và cô là không nắm tay nhau như mọi đôi tình nhân khác. Vì đơn giản anh và cô không phải là một đôi. Anh và cô đang đi thì đột nhiên cô đứng sững lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Theo hướng cô ấy nhìn, anh cũng đưa mắt nhìn theo. Anh giữ người bất động. Là Diễm Hằng, cô đang dựa đầu vào vai một người đàn ông lạ mặt. Họ trông rất hạnh phúc trên chiếc ghế đá. Toàn thân anh trở nên nóng bừng, mặt anh bắt đầu đỏ gay gắt. Anh hùng hổ bước đến trước mặt bọn họ, kéo Diễm Hằng đứng dậy. Hằng, em dám làm như vậy với anh sao? Em định giải thích với anh thế nào đây? Hằng giật mạnh tay anh ra khỏi. Cô ấy không dám ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông kia bắt đầu lên tiếng. Xin chào, chắc hẳn cậu là Nam. Như cậu thấy đấy, tôi và cô ấy đã làm lành với nhau. Thật tội nghiệp cho cậu. Lúc cô ấy buồn thì tìm đến cậu, còn bây giờ cô ấy về với tôi rồi. Anh ta cười đắc thắng cho nỗi đau của anh. Anh thấy rồi đấy, em và anh ấy không thể xa nhau. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh những ngày qua. Anh cảm thấy tim mình tưởng như ngừng đập trong phút chốc. Anh hận, chưa bao giờ anh suy sụp như lúc này. Người con gái anh yêu
trân trọng lại phản bội lừa dối anh như vậy. Cậu đi một mình à? Thật tội nghiệp. Người đàn ông đó mỉa mai. Anh ta vỗ vai mấy cái, hành động khinh thường đến tận cùng. Vừa lúc đó Ái Linh chạy đến bên cạnh anh. Anh ôm lấy eo cô kéo lại gần. Tôi đi cùng người yêu mình đấy chứ. Ái Linh sững sờ nhìn anh. Cô ấy vẫn chưa thể hiểu được những điều anh vừa nói. Vậy sao? Trong hai người không giống lắm. Không phải đang giả vờ đấy chứ. Anh ta phá lên cười. Anh một tay siết chặt eo của Linh, ép sát cô vào lòng. Lúc này anh chẳng nghĩ được gì nữa. Anh cúi xuống và hôn Ái Linh. Nụ hôn giữa công viên đông đúc, nụ hôn tràn đầy cảm xúc. Anh trút mọi sự giận dữ và đau đớn của mình vào nụ hôn đó. Ái Linh đứng im nhắm nghiền đôi mắt. Anh cứ thế hôn cho đến khi thấy vị chát nơi đầu môi mình. Cô ấy khóc. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô và anh không nói một lời nào. Anh không xin lỗi, cũng không giải thích về nụ hôn đường đột của anh khi nãy. Anh chẳng cần biết mình vừa làm gì với cô. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Diễm Hằng và người đàn ông đó. Lái xe với tốc độ thật nhanh trên đường, dường như cơn tức giận lấn át hết lý trí của anh. Chẳng cần để ý cô đang run rẩy vì sợ hãi. Anh dừng xe ở một quán bar lớn ngay trung tâm thành phố. Cô ngồi im lặng nhìn anh. Anh mệt rồi, đừng có vào đây nữa, về đi anh. Anh mở cửa xe ra và nói với giọng bực bội. Cô có thể không vào, đừng có nói nhiều nữa. Cô không nói gì nữa, cô mở cửa xe và đi thẳng vào bên trong. Tiếng nhạc dập dình vang dội khiến cô không hề thấy thoải mái. Tìm một chiếc bàn phía bên trong, cô ngồi xuống, anh cũng bước đến ngồi vào bàn. Anh gọi một chai rượu cực mạnh và một vài món đồ. Cô muốn dùng cái gì thì cứ tùy ý. Anh rót rượu vào ly rồi uống cạn. Đôi mắt của anh hằn lên tia tức giận, nhìn vào khoảng không vô định. Cô vẫn ngồi im lặng nhìn anh uống rượu. Anh cứ thế uống hết ly này sang ly khác, mặc cho Ái Linh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngồi một lúc, Ái Linh bắt đầu rót rượu vào ly của mình. Không đợi anh ngăn lại, cô một hơi uống cạn ly rượu. Cô làm cái gì vậy? Anh tức giận hét vào mặt cô. Anh biết anh là một người không tốt, anh là một thằng tồi. Dường như lúc nào tức giận, anh cũng trút lên người cô. Thế em đang uống rượu cùng với anh mà. Anh cảm nhận được trong lời nói của cô là nỗi xót xa. Những thứ này không phải dành cho cô. Cô không mấy ngạc nhiên khi anh nói những lời này. Cô mỉm cười chua chát. Chúng ta có gì khác nhau chứ? Chẳng phải anh và em đều là những kẻ thất bại trong tình yêu hay sao? Lần này người ngạc nhiên lại là anh. Cũng phải, từ trước tới nay anh luôn cho rằng cô vẫn còn trẻ con, chưa đủ trưởng thành để nhận thức được tình yêu. Nhưng hình như anh sai rồi, sai hoàn toàn. Cô trưởng thành và chín chắn hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh đưa mắt nhìn cô, có lẽ người con gái này đã tổn thương rất nhiều. Anh đã liên tục cứa vào những vết thương trong lòng của cô. Anh lợi dụng hôn cô để trả thù Diễm Hằng và phũ phàng lạnh nhạt với cô sau khi đạt được mục đích của mình. Cô vẫn dịu dàng với anh như vậy càng khiến cho anh khó chịu rất nhiều. Thà là cô cứ chửi, cứ mắng anh hay ra tay đánh anh thì có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn nhiều so với cách mà cô che giấu nỗi đau của mình. Anh là gì mà khiến cô phải cố gắng gồng mình chịu đựng như vậy chứ? Em đã lớn và em biết những gì em đang làm. Cô vẫn liên tục uống như vậy. Lần này thì anh không còn thấy một cô bé ngang ngạnh trẻ con nữa, mà thay vào đó là một người con gái mang trong mình nỗi đau bất tận. Những đau khổ, giằng xé thể hiện rõ ràng trong ánh mắt của cô. Cô hỏi anh, anh hôn em là để trả thù chị ấy phải không? Cô ngập ngừng uống cạn ly rượu trong tay rồi mới can đảm lên tiếng hỏi anh. Anh ngước lên nhìn cô rồi cười. Đúng vậy, đúng là tôi hôn cô để trả thù Diễm Hằng. Tôi tưởng cô phải thích lắm chứ. Chẳng phải đó là điều cô muốn sao? Kiên trì ở bên tôi bao nay, chẳng phải là cô rất mong những khoảnh khắc đó sao? Anh tàn nhẫn chút vào trái tim của cô những lời nói khó nghe. Lặng im chờ đợi một cái tát từ Ái Linh. Nhưng không, cô đã quay mặt đi chỗ khác để anh không nhìn thấy đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô rót rượu uống tiếp và không trả lời. Như cô thấy rồi đấy, tôi là một thằng khốn nạn. Tôi yêu mê muội người đã phản bội mình. Tôi lợi dụng cô. Vậy cô còn để yêu tôi đến khi nào đây? Bao giờ cô sẽ buông tha cho tôi? Cô mặc kệ anh nói những lời sắt muối vào tim của mình, vẫn lặng lẽ nhìn anh uống. Sao không uống nữa đi? Đã say rồi sao? Em còn phải đưa anh về mà, em không thể say. Thôi đi,
ai cần cô đưa về chứ, tôi tự về được. Sau câu nói ấy, toàn bộ cuộc nhậu về sau, anh và cô đều im lặng. Cô kiên nhẫn ngồi đợi anh, không uống và cũng không ăn gì cả, mặc cho anh buông thả bản thân mình. Anh chẳng còn đủ tỉnh táo để đứng dậy thì cô đã đưa anh về. Cô đặt anh nằm xuống giường, bật đèn sáng. Cô ly lấy khăn lạnh lau mặt cho anh. Cô bắt anh uống hết cốc nước mật ong để giải rượu, nhưng anh đã hất đổ đi. Ly nước rớt xuống nền nhà, vỡ tan tành. Mặc kệ tôi. Cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Anh thiếp đi trong cơn say. Trong giấc mơ, những hình ảnh của Diễm Hằng lúc chiều lại hiện lên ám ảnh anh. Anh dần tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy cô vẫn còn ngồi trước mặt anh. Cô vẫn đợi anh. Mấy giờ rồi? Nét mặt cô rạng rỡ khi thấy anh tỉnh dậy. Hơn một giờ đêm rồi anh ạ. May quá anh tỉnh rồi, em về đây. Cô vừa đứng dậy thì anh đưa tay kéo lấy cô lại và ngồi dậy. Ái Linh bị anh kéo mất thăng bằng, ngã xuống người anh. Anh thì ghì chặt cô ấy và ngực thì thầm. Đừng về. Cô ngồi im trong lòng anh như thế vài giây ngắn ngủi rồi gạt ra. Anh vẫn còn say đấy. Anh nghỉ đi, em phải đi về. Cô đứng dậy bước nhanh về phía cửa. Anh hất cái chăn lao ra khỏi giường. Anh đẩy cô vào tường, hai tay ghì chặt cô. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim của mình khẽ đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Ái Linh. Cô nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Buông em ra. Cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng cô quá yếu để có thể chống cự lại một người đàn ông sức dài, vai rộng như anh. Mặc cho cô giãy giụa, anh vẫn ghì chặt tay cô vào tường. Anh từ từ đưa bờ môi của mình lại gần gương mặt xinh đẹp của cô. Nhẹ nhàng, anh tìm đến bờ môi cô. Anh thèm khát một nụ hôn cháy bỏng. Anh hôn cô. Nụ hôn lần này khác với những nụ hôn trước là vì anh chủ động. Anh chủ động hôn cô vì anh muốn như thế, chứ không phải là vì bất kỳ lý do gì. Một cảm giác thật lạ chạy dọc cơ thể của anh. Nó ngọt ngào hơn anh nghĩ. Nó quyến rũ đến nỗi làm anh quên đi nỗi đau vừa trải qua. Bốp. Cô tát và đẩy anh ra. Đồ tồi. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô gọi mình bằng những từ ngữ khinh thường như vậy. Bất giác, anh cảm thấy tim mình nhói đau vì câu nói và ánh nhìn giận dữ của cô. Thậm chí nó khiến anh đau như lúc bị Diễm Hằng phản bội vậy. Đầu óc anh quay cuồng, men rượu làm anh chánh choáng. Nhưng nỗi đau mà cô vừa mang tới thì anh cảm nhận được. Anh không nghĩ được gì, anh ghì chặt cô và hôn. Anh chỉ biết lúc này muốn đặt lên môi của cô một nụ hôn mạnh, chỉ là anh muốn vậy. Cô im lặng đón nhận nụ hôn của anh, nhưng nước mắt anh bắt đầu rơi. Anh ngừng lại rồi khẽ hôn lên những giọt nước mắt ấy. Đợi anh buông lỏng tay không ghì chặt nữa, cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng không được. Anh nắm được tay của cô, anh kéo lại. Em nói em yêu tôi cơ mà. Em nói sẽ làm tất cả mọi chuyện vì tôi cơ mà. Chẳng phải là em cũng muốn được như vậy sao? Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh có cảm giác muốn làm cô đau đớn như nỗi đau mà anh từng trải qua. Anh chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng cô không làm vậy. Cô nhìn anh đầy trách cứ. Đôi tay anh vẫn ghì chặt. Sự chống cự với người con gái yếu đuối lúc này là vô nghĩa. Nhưng thậm chí cô chẳng thèm chống cự. Em dám chứng minh tình yêu của mình với tôi chứ? Em dám cùng với tôi đêm nay chứ? Cô nhìn anh, dần khép đôi mắt lại. Từ khóe mi nước mắt cô lăn dài. Anh hiểu sự im lặng đó là gì. Anh từ từ hôn cô, một nụ hôn mạnh mẽ đến điên cuồng. Đêm đó cô chính thức trở thành người đàn bà đầu tiên của đời anh. Sau một đêm trầm luân cùng cô, anh quay sang ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao đêm hôm đó anh ngủ rất ngon và cũng rất bình yên. Anh tỉnh dậy khi mặt trời lên cao, đầu óc anh vẫn còn choáng váng về trận say tối qua. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh thì không thấy Ái Linh nằm ở đó. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, có lẽ là cô đang tắm. Anh lấy tay vỗ nhẹ vào trán của mình. Đêm qua anh điên thật rồi, anh làm gì cô thế này? Ngồi bần thần bên giường, anh thật sự không biết mình nên làm gì lúc này và phải nói gì khi chạm mặt với cô đây. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó nên không biết phải ứng xử ra sao. Ái Linh bước ra từ nhà tắm. Cô mặc lại bộ đồ tối qua anh đã trút bỏ. Cô né tránh không nhìn anh. Em về đây. Anh ngập ngừng rồi lên tiếng. Để tôi đưa em về. Cô quay lại nhìn anh, nở một nụ cười chua chát. Hãy cư xử với em như lúc trước đi, được không? Đừng có thương hại em.
hãy giữ cho em chút lòng tự trọng. Anh sững sờ trong giây lát rồi khổ sở lên tiếng. Xem nói như vậy chứ, tôi chỉ muốn đưa em về thôi mà. Nếu những lời này anh nói với em từ trước kia thì có lẽ em sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng bây giờ em muốn một mình em bước đi. Em không đánh đổi bản thân mình để cầu xin chút tình cảm anh bố thí cho. Hãy để em tự về đi. Anh lắng nghe những lời cô nói trong cay đắng. Chẳng hiểu vì sao tim anh lại đau đớn đến vậy. Ngập ngừng một lúc lâu, anh mới mở miệng lên tiếng. Xin lỗi em, chuyện tối qua tôi sẽ... Đừng nói là anh sẽ chịu trách nhiệm đấy nhá. Em không cần đâu. Cứ coi như đó là một cuộc vui đi. Tàn cuộc chơi thì thân ai nấy lo thôi. Nhà ai ấy ở. Chúng ta cứ hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải ngoài xã hội họ đều sống như vậy sao? Nhưng tại sao em lại cam chịu đến làm những việc đổi bại như thế? Tại sao lại im lặng chịu đựng như vậy chứ? Vì em thích, thế thôi. Cô mở cánh cửa, bước đi thẳng. Anh ngồi lặng yên trên giường. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy anh. Anh rất hận bản thân của mình. Chỉ vì một người đàn bà không xứng đáng mà anh đã làm tổn thương người con gái vô tội. Cô không đáng phải chịu sự giày vò từ anh. Anh ngồi bất động hàng giờ trong phòng và không biết phải làm gì. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ái Linh. Anh muốn biết cô đã về nhà chưa. Nhưng quan trọng hơn là anh muốn nghe giọng nói của cô. Nhưng dù anh có gọi đến mấy cuộc thì cô vẫn không bắt máy. Gần một tuần trôi qua anh đã không gặp cô. Điều làm anh không ngờ tới là cô đã xin nghỉ hẳn và chấm dứt hợp đồng ở công ty. Việc này khiến anh thật sự lo lắng. Anh đã nhắn tin và gọi cho cô rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nhiều đêm qua, anh chẳng thể nào yên giấc. Cứ nghĩ đến Ái Linh, trái tim của anh khẽ nhói trong lồng ngực. Đã là tuần thứ hai anh không gặp cô rồi, thật sự anh không thể chịu đựng được nữa. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, đến phòng Duy. Cậu bận gì không? Nói chuyện với tôi một lát đi. Cậu ngồi đi, có chuyện gì vậy? Cậu biết Ái Linh đã xin nghỉ việc không? Tôi biết. Cậu có liên lạc được với cô ấy không? Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau mà. Nhưng mà hiện giờ Ái Linh không còn ở đây nữa. Đầu óc của anh tối sầm lại, lồng ngực khẽ nhói đau. Cậu biết cô ấy đang ở đâu không? Ái Linh đã sang Pháp thăm dì cô ấy và đi du lịch luôn. Chẳng lẽ cô ấy không nói gì với cậu hay sao? Ừ, đã hơn 2 tuần rồi tôi không liên lạc được với cô ấy. Duy nhìn anh với ánh mắt rất ngạc nhiên. Trầm ngâm một lúc, Duy mới lên tiếng. Hôm ấy cô ấy nói sẽ nghỉ việc. Tôi cũng lờ mờ đoán được cô đã quyết tâm thế nào rồi. Từ trước đến nay, dù cậu có tổn thương Ái Linh thế nào, cô ấy cũng cam chịu và mỉm cười cho qua. Nhưng bây giờ tôi nghĩ cô đã thật sự muốn từ bỏ rồi. Tim anh bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời Duy phân tích. Đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn hay sao? Nhưng tại sao tim anh đau đến như vậy chứ? Mọi chuyện diễn ra như anh mong muốn, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Những ngày sau đó anh luôn tìm đến rượu. Anh muốn say để quên đi tất cả mọi chuyện. Hình ảnh Ái Linh luôn lởn vởn trong đầu của anh. Có lẽ chỉ có rượu mới làm cho anh thôi suy nghĩ. Đã hơn một tháng trôi qua, anh không nói chuyện, cũng không liên lạc với cô. Lòng anh ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Vì cả ngày bận rộn ở công ty nên hôm nay anh về thẳng nhà. Vừa đến cổng thì anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái. Anh dụi mắt vài lần, chỉ mong người đó là Ái Linh. Nhưng không phải. Người đó là Diễm Hằng, người con gái mà anh từng yêu hơn bản thân của mình. Anh tức giận khi thấy Diễm Hằng, chẳng thèm liếc nhìn cô. Anh đẩy cửa bước vào, mặc cho Hằng tự mình đi theo sau. Có lẽ Diễm Hằng hơi sốc vì thái độ của anh. Từ trước tới nay, mỗi khi cô có chuyện gì, chỉ cần một cuộc điện thoại là anh có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy đến bên cô. Anh vào phòng cởi áo vest ra, vứt lên giường. Từ phía sau, Diễm Hằng đến ôm anh. Nam, em xin lỗi. Xin anh cho em một cơ hội được bên anh một lần nữa được không? Thật sự lúc đó em quá ngu muội thì mới bị anh ta lừa dối. Anh hất mạnh tay của Hằng ra khỏi người mình. Em về đi. Không, em không về. Anh hãy cho em ở lại bên anh nha. Về đi, anh mệt lắm. Hôm nay anh đã rất mệt mỏi vì có quá nhiều việc ở công ty cần giải quyết. Đầu óc của anh chánh choáng, muốn Hằng nhanh chóng rời khỏi đây để anh nghỉ ngơi. Nhưng điều anh không ngờ là Diễm Hằng đã đẩy anh nằm xuống giường, cô còn chủ động hôn anh. Như phản xạ của một người đàn ông, anh không kiểm soát được hành động. Anh đã ghì chặt Diễm Hằng xuống mà hôn lấy hôn để. Anh bị cuốn vào nụ hôn ấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy,
anh cứ ngỡ người mình đang hôn là Ái Linh. Diễm Hằng ôm lấy cổ anh, trao cho anh nụ hôn nồng nàn. Trong thoáng chốc, không hiểu chuyện gì đang chạy qua suy nghĩ của mình, anh lại bật ra câu nói: Ái Linh, xin lỗi em. Giây phút ấy, anh chợt mở đôi mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Theo như một phản xạ bình thường, anh chợt đẩy mạnh người đang hôn mình ra và bật dậy. Anh nhìn thấy Hằng đang ở đây, chứ không phải là Ái Linh. Định hình lại mọi việc, anh chậm rãi lên tiếng: Cô về đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Anh lấy tay xoa xoa mặt của mình cho tỉnh táo và nói ra những lời sắc lẹm ấy. Anh có thể cảm nhận được Diễm Hằng đang rất sốc khi bị anh đuổi thẳng về. Đầu óc của anh bây giờ hoàn toàn hình ảnh của Ái Linh. Diễm Hằng bước lại ôm anh từ phía sau, dựa đầu vào vai của anh và khóc: Em xin lỗi vì làm tổn thương anh. Em thật sự xin lỗi anh. Em xin anh hãy cho em một cơ hội để làm lại được không anh? Anh nhẹ nhàng lấy tay của mình gỡ bàn tay của Diễm Hằng ra, mặc cho Hằng vẫn ôm chặt. Cô về đi. Anh đứng dậy, mở cánh cửa phòng ra. Nhìn hành động đó của anh, Diễm Hằng vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng này. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hằng khóc như vậy. Còn Ái Linh, cô ấy đã rời khỏi căn phòng này trong nước mắt quá nhiều lần rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng. Cả người anh mệt rã rời, toàn thân đau ê ẩm. Nhưng nỗi đau đó có thấm gì so với cảm giác khó chịu và đau đớn trong trái tim anh chứ? Anh nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây toàn là hình ảnh của Ái Linh. Anh nhớ dáng người nhỏ bé của cô gái ấy khi lau dọn phòng cho anh. Nhớ nụ cười tinh quái của cô ấy và nhớ cả những giọt nước mắt mà cô ấy cố che giấu đi. Anh thiếp đi trong giấc ngủ, đôi hàng mi khép lại, từ khóe mắt, nước mắt anh đã rơi. Ngay sau đêm hôm đó cùng anh, cô cũng đã có quyết định của riêng mình. Cô xin nghỉ việc ở công ty và quyết định đi du lịch. Khi nghe con bạn thân Ái Linh xin nghỉ việc để đi du lịch, Trúc Ly cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để cùng đi với Linh. Hai cô gái cùng nhau đến nước Pháp xinh đẹp. Hôm nay cũng hơn 2 tháng cô không gặp anh. Cứ ngỡ không gặp thì có thể quên, nhưng không phải như vậy. Nỗi nhớ anh càng nhiều, tình yêu dành cho anh càng sâu đậm hơn. Về Việt Nam cũng được hơn 1 tuần, rồi dự định nghỉ ngơi vài ngày. Cô sẽ vào Hội An phụ giúp cho dì quản lý khách sạn và ở hẳn trong đó. Nhưng dạo này cô cảm thấy trong người khó chịu, chỉ muốn ngủ nhiều, không muốn ăn uống gì. Cứ nghĩ dạo này ăn uống thất thường nên dạ dày không được tốt, cô cũng chẳng mấy để tâm. Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, điều đầu tiên anh nghĩ đến là đến nhà cô để hỏi thăm tình hình. Dù chưa biết gặp mặt ba mẹ cô, anh sẽ hỏi gì, nhưng anh sẽ vẫn đi. Có một động lực nào đó cứ thôi thúc anh mãi. Dù chỉ biết là cô vẫn ổn, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Không chần chừ, anh lập tức thay quần áo rồi phóng xe thẳng sang nhà cô. Cái cảm giác ngồi trong phòng mà không biết chút tin tức gì về cô khiến anh rất khó chịu. Gần đến nhà cô, anh dừng xe bên đường, nhìn ngắm ngôi nhà của cô. Cảm giác trống vắng lại ùa về. Bất chợt, anh nhìn thấy hình bóng người con gái ấy. Trong lòng anh thầm vui mừng. Cuối cùng cô cũng trở về rồi. Cô không hề biết anh đang nhìn theo bóng dáng của cô. Nhìn hình dáng nhỏ bé ấy, trái tim của anh thắt lại. Cô ốm hơn trước rất nhiều. Đi theo cô suốt quãng đường, cô vẫn đáng yêu và dịu dàng như vậy. Nhưng đâu đó trong tâm hồn của cô lại mang một vết thương không bao giờ có thể xóa nhòa. Cả ngày hôm đó, cô cũng chỉ đi dạo và gặp gỡ bạn bè của mình. Anh luôn đi theo cô cả ngày hôm ấy. Mãi tới khi thấy cô về nhà an toàn, anh mới rời đi. Đang sắp xếp đồ để máy bay ra Hội An thì cô có điện thoại. Là một số máy lạ. Alo, xin chào, em là Linh phải không? Vâng, xin hỏi ai vậy? Chị là Hằng, người yêu của anh Nam. À, có chuyện gì sao chị? Gặp nhau được chứ? Được rồi, lát nữa gặp. Cô tắt máy, thở dài một tiếng. Cô đã rất cố gắng để quên đi, nhưng tại sao mọi thứ lại không như cô mong muốn như vậy chứ? Sợ có chuyện không hay xảy ra nên cô gọi cho Ly cùng đến với cô, nhưng để Ly ngồi bàn bên cạnh phòng khi có chuyện gì. Bước vào quán cà phê, cô chọn một góc vắng ngồi xuống, còn Ly ngồi đằng sau. Chào em, hẹn gặp em thế này không phiền em chứ? Không sao đâu chị, em đang rảnh mà. Hẹn em ra đây, chị muốn hỏi em một chuyện nhé. Có phải giữa em và anh Nam đã có chuyện gì phải không? Diễm Hằng nói như đá xoáy vào tâm trí của Ái Linh, nhưng cô vẫn bình thản không có chút lo sợ.
Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị không biết là chuyện gì, nhưng mà dạo này Nam khác lắm. Bao năm qua, anh Nam luôn yêu thương chị và mong muốn chị quay lại. Và thời gian đó, chị cũng đã tìm hiểu và biết được em yêu thầm anh ấy. Vậy tại sao trước giờ chị không có hỏi em và anh ấy đi? Em yêu đơn phương, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ bây giờ, em không muốn tiếp tục tình yêu đơn phương này nữa. Ái Linh đứng dậy và đi về. Trong suốt cuộc nói chuyện ấy, Ly đã ghi âm lại toàn bộ. Rời khỏi quán, cô nói Ly về trước vì muốn đi dạo một mình. Thấy Linh muốn yên tĩnh suy nghĩ nên Ly căn dặn đủ mọi thứ rồi mới yên tâm ra về. Lúc nãy tự nhiên Hằng có hỏi đến việc giữa anh và cô có chuyện gì xảy ra không, làm cho cô giật thót tim khi nhớ ra một chuyện. Vội vàng vào hiệu thuốc ven đường, cô mua 5 cái que thử thai. Bắt taxi trở về nhà, cô lên thẳng phòng của mình. Sau một hồi loay hoay đọc hướng dẫn, trong lúc chờ đợi kết quả, trái tim của cô cứ đập liên cuồng trong lồng ngực mình vậy. Là 2 vạch. Dụi mắt mấy lần, cô vẫn chưa tin vào kết quả này. Thử hết 5 que thử thai, cô mới tin vào sự thật này. Là con của cô và anh, là kết quả của tình yêu đơn phương mà cô dành cho anh, là món quà vô giá giữa cô và người đàn ông đó. Cô khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Dù thế nào, cô vẫn sẽ sinh đứa bé này ra và nuôi nấng, mặc dù anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Đưa tay lên sờ nhẹ vào cái bụng còn phẳng lì, cô thì thầm. Con ngoan, ngày mai mẹ con mình cùng đến một nơi ở mới và một cuộc sống mới, chỉ có 2 chúng ta thôi con nhé. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Đêm nay có lẽ là một đêm hạnh phúc đối với cô. Cô hạnh phúc, cô đang rất hạnh phúc mà. Ông trời quá ưu ái cho cô rồi, không cho cô có được người đàn ông cô yêu, nhưng lại mang đến cho cô một thiên thần bé nhỏ ấy. Cô mỉm cười hạnh phúc, cô vui, vui vì những gì mà cô đang có. Nhưng tại sao nước mắt lại cứ tuôn rơi một cách vô thức như vậy? Trái tim cô đau thắt lại. Một đêm với biết bao suy nghĩ. Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt ba mẹ rồi chuẩn bị bay ra Hội An. Mẹ ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Ba mẹ cô đều biết chuyện của cô và Nam nên rất lo lắng cho cô con gái. Cô mẹ thật chặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mẹ. Ba mẹ cứ yên tâm, khi nào ổn con sẽ về nhà với ba mẹ mà. Con ngoan, giữ gìn sức khỏe con nhé. Ở thế giới bên ngoài làm con mệt mỏi quá thì cứ về đây với mẹ. Mẹ yêu con. Chào tạm biệt ba mẹ xong, cô kéo vali ra cổng. Hôm nay Ly đến đón cô ra sân bay. Ngồi trên xe, lòng cô buồn man mác. Hơn 2 tháng nay cô đã cố gắng gồng mình chịu đựng nỗi nhớ về anh. Trái tim cô không khi nào ngừng nhớ về anh. Ly ngồi bên cạnh, thấy nước mắt của cô rơi, liền quay sang nắm lấy bàn tay của cô an ủi. Mày ổn chứ? Ừ, tao ổn. Thật không? Nhưng mà tao thấy mày không được ổn lắm đâu. Mày có giấu tao cái gì không đấy? Cô quay sang nhìn Ly, ôm Ly khóc nức nở. Nín đi, mày có tao và gia đình luôn ở bên mày cơ mà. Không có người này thì có người kia, mày đừng buồn như vậy nữa. Ly à, tao có thai rồi. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Tao có thai. Đừng có đùa tao nha, chuyện này không hay ho gì đâu mà đùa. Tao không đùa đâu. Ly khá sốc khi nghe tin này. Là con của mày và Nam sao? Ừ, là con của tao và anh Nam. Mày nói cho Nam biết chuyện chưa? Mày định thế nào? Tao chưa, cả ba mẹ tao cũng chưa biết nữa. Bây giờ tao cần yên tĩnh, tao mệt mỏi quá. Ly ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng. Mọi chuyện ổn thôi mà, mày vào trước đi, tao sắp xếp công việc rồi ra với mày. Ừ, cảm ơn mày, bạn tốt nhất của tao. Đợi Linh an toàn lên máy bay, Ly quay trở lại xe. Hôm nay cô nhất định phải làm một chuyện. Tối qua anh không tài nào ngủ được, mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lát. Đang chìm trong giấc ngủ thì chuông điện thoại của anh reo lên. Đưa tay dụi mắt, trên màn hình là một dãy số lạ. Anh định không bắt máy vì anh có một thói quen không nghe những số lạ. Nhưng không biết tại sao anh lại đưa tay ấn nghe. Alo. Chào giám đốc, tôi là Ly, bên bộ phận thiết kế của công ty Star. Có gì không? À, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể gặp tôi một lát được không? Nếu là công việc thì để đến công ty rồi nói. Vậy nhá. Anh định tắt máy thì cô hét lên. Khoan đã, chuyện này có liên quan đến Ái Linh. Tự nhiên nghe đến tên Ái Linh, trái tim đang lặng yên của anh lại đập điên cuồng trong lồng ngực.
Được rồi, tôi sẽ đến. Cô nhắn địa chỉ đi. Anh vội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến chỗ hẹn. Anh bước vào quán cà phê, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở người con gái rất quen và khá xinh xắn phía trong góc quán. Bước lại gần, anh lên tiếng. Cô là Ly. Trúc Ly ngước lên nhìn anh. Vâng, chào giám đốc, mời anh ngồi. Anh kéo ghế ngồi đối diện Ly. Cô có chuyện liên quan tới Linh là sao? Anh cứ bình tĩnh đi, trước tiên hãy xem cái này đi đã. Ly đưa đoạn ghi âm cuộc hẹn của Linh và Hằng hôm qua cho anh nghe. Anh ngồi trầm lặng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Anh không ngờ Ái Linh lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe những lời nói tưởng rất nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn của Hằng. Anh lặng người, trái tim anh dâng lên một nỗi chua xót. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết chuyện này thôi. Tốt nhất là bây giờ anh và cô bạn gái của anh đừng có làm phiền Linh nữa. Cô đã đủ khổ lắm rồi. Nếu anh không có tình cảm với Linh thì tôi cũng mong anh hãy cứ xem như là chưa từng biết Linh đi. Tôi muốn bạn của tôi có một cuộc sống yên bình là được rồi. Tôi không muốn nhìn Linh rơi nước mắt đâu. Chào anh. Ly rời đi rất lâu rồi, anh vẫn còn ngồi lặng lẽ ở đấy. Hai hôm sau, anh gần như nằm bẹp tại nhà, không ăn không uống. Trong đầu anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Suốt thời gian qua, anh suy sụp và chán nản như vậy là vì ai? Là vì Hằng đã phản bội anh, hay là vì trong lòng anh luôn nhớ đến Ái Linh? Anh chưa thể xác định rõ tình cảm của mình, nhưng anh chắc chắn rằng khi nghĩ về Ái Linh, trái tim của anh lại đau đớn hơn gấp trăm lần. Không biết từ bao giờ Ái Linh lại được cái quyền khiến anh đau đớn, hay là do anh đã biết cô ấy đã chiếm được một vị trí quan trọng trong trái tim của anh. Nhưng anh vẫn chưa chịu thừa nhận rằng anh yêu Ái Linh. Anh ngồi bật dậy, thay quần áo, đến nhà cô. Anh bấm chuông liên tục. Ngay lúc này anh thật sự muốn gặp cô. Một lát sau ba cô ra mở cổng. Nam, con chào bác. Ừ, vào nhà đi con. Anh đi theo ba của cô vào nhà. Ba cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Con ngồi đi, con đến có việc gì sao? Dạ, Ái Linh không có nhà bác. Con gọi điện cho em ấy nhưng không được. Con muốn gặp Ái Linh. Ba cô điềm đạm rót một ly nước đưa cho anh và cũng rót một ly cho mình. Đưa ly trà lên miệng, nhấp một ngụm ba cô nói. Nam à, bác cũng có biết về chuyện của con và con gái bác. Nếu như con không yêu con gái của bác, thế để cho mọi chuyện diễn ra theo quỹ đạo của nó đi con. Đừng khuấy động tâm hồn con bé nữa. Khoảng thời gian này, con bé đang dần học cách quên đi con. Bây giờ con lại đến, gieo cho nó hy vọng như thế, rồi lại vội vã dập tắt hy vọng của nó. Như vậy thì con bé sẽ đau hơn gấp bội lần bây giờ. Bác rất yêu quý con, nhưng bác cũng thương yêu con gái của bác không kém. Nhìn nó dằn vặt đau đớn như vậy, người làm cha làm mẹ như bác thật sự không thể cầm lòng được con à. Bác mong con đừng làm Linh nó tổn thương nữa. Hãy để cho vết thương trong lòng của nó được ngủ yên đi con. Anh ngồi lặng lẽ, nghe theo từng lời nói của ba cô. Phải, ba cô nói rất đúng. Chính anh đã làm cho cô bị tổn thương. Chính anh đã phũ phàng với cô. Và chính anh đã dập tắt tất cả mọi hy vọng của cô. Và cũng chính anh là người mong muốn cô quên đi anh cơ mà. Vậy nhưng tại sao lúc này khi cô quyết tâm rời xa anh thì anh lại đau đến như vậy chứ? Trái tim của anh bây giờ toàn hình bóng của cô. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ. Bác ơi, con xin bác, hãy cho con gặp Linh đi. Con có chuyện muốn nói với cô ấy, con xin bác. Lời nói tha thiết, khẩn cầu của anh làm ba cô rất ngạc nhiên. Ba cô lưỡng lự rồi chậm chậm lên tiếng. Con bé không còn ở đây nữa. Cô đi đâu hả bác? Con bé vào trong Hội An để giúp dì nó quản lý khách sạn rồi. Sao cô lại vào trong đó? Ở đây cũng có thể làm việc được mà bác. Đúng là ở ngoài đây nó không thiếu việc, nhưng bác tôn trọng quyết định của con bé. Nó muốn đi cho khuây khỏa đầu óc, thay đổi môi trường sống một chút. Bác nghĩ đó là điều cần thiết cho con bé. Anh trở về nhà, nằm vật xuống giường. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm anh khiến Ái Linh trở thành một người đàn bà, anh chưa được gặp lại cô, chưa được nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô mà nói lời xin lỗi. Giờ cô đi rồi, cô đã bỏ anh đi rồi. Mấy năm qua anh luôn dành cho Diễm Hằng. Điều này đã khiến cho Ái Linh mệt mỏi, đau khổ. Bây giờ cô đã thật sự muốn quên anh rồi. Anh nằm bất động để cho nỗi đau xâm chiếm lấy trái tim mình. Anh không cam tâm khi cô bỏ anh mà đi như vậy. Bây giờ nếu anh còn im lặng nữa thì có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh lục lại số của Ly trong điện thoại
và gọi cho cô ấy. Cô biết địa chỉ nơi Linh ở không? Nói cho tôi biết đi. Cả số điện thoại của cô ấy nữa. Để làm gì? Tôi cần gặp cô ấy. Anh nói như hét lên trong điện thoại. Khi Ly đọc địa chỉ, người anh cứ run lên vì xúc động. Anh ghi lại những dòng địa chỉ ấy theo lời của Ly. Ly ở đầu dây bên kia không khỏi tò mò nên hỏi: Giám đốc, anh định làm gì? Tôi yêu Ái Linh. Anh cúp máy ngay sau đó. Bây giờ những việc khác đối với anh không còn quan trọng bằng việc tìm Ái Linh và nói với cô ấy rằng anh yêu em. Có lẽ Ái Linh chờ đợi anh quá lâu rồi. Anh đặt chân đến Hội An vào một ngày nắng đẹp. Anh như muốn lật tung cả nơi này để tìm cô càng sớm càng tốt. Bắt một chiếc taxi nhanh chóng đến địa chỉ mà Ly gửi cho anh. Ngồi trên xe, anh liên tục giục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà xinh xắn gần biển. Ngôi nhà đúng với địa chỉ mà Ly đã cho anh. Tim anh đập thình thịch, gọi cho Ái Linh. Alo. Tiếng nói trong veo của Ái Linh vang lên, làm cho anh xốn sang. Đã rất lâu rồi, anh chưa nghe giọng nói ấy. Là tôi. Dường như tiếng nói và hơi thở của anh đã quá quen thuộc với Ái Linh. Chỉ với một câu nói ngắn gọn, cô đã biết là ai rồi. Sao lại có số của em? Tôi xin số em từ Ly, tôi muốn gặp em. Em không ở Sài Gòn đâu, em ở chỗ khác rồi. Tôi biết, tôi đang đứng ở dưới cổng ngôi nhà của em xuống nhé. Đầu dây bên kia lặng thinh, dường như cô chưa tin vào những lời anh nói. Ái Linh hớt hải chạy xuống và đứng ngây ra nhìn anh. Sau vài giây, cô lấy lại bình tĩnh và nói: Đi theo em. Cô và anh ra quán cà phê gần đó để nói chuyện. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc xõa bồng bềnh. Chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như lúc này. Nhưng hình như dạo này cô ốm hơn xưa rất nhiều, nét mặt cũng rất nhợt nhạt. Nhìn cô như vậy, anh thật sự xót xa. Quán cà phê nằm bên cạnh bờ biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ, gió thổi nhẹ nhẹ, làm mái tóc của cô bay. Cái cảnh tượng ấy làm trái tim anh xao xuyến biết bao. Anh tìm em có việc gì? Tôi đã biết Hằng đến gặp em. Và tôi cũng đã biết hết những gì em và Hằng đã nói với nhau rồi. Ái Linh hơi bất ngờ vì anh biết chuyện này. Chắc hẳn Ly đã nói cho anh biết. Có quan trọng nữa không anh? Cô trả lời anh một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ. Anh im lặng một lúc rồi nói: Tôi muốn xin lỗi em về mọi chuyện. Tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm với em về đêm hôm ấy. Ái Linh lên tiếng cắt ngang lời của anh: Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu. Nếu không còn gì nữa, em xin phép, em không có gì để nói. Linh, tôi muốn biết trong lòng của em còn có tôi hay không. Liệu tôi còn cơ hội nào nữa không? Cả người anh run lên cầm cập khi nói ra những lời này. Trong suốt 2 năm qua, anh chỉ quen với việc gắt gỏng và khó chịu với cô. Bây giờ anh nói ra những lời tử tế thế này, sao mà khó đến vậy? Giờ anh lại muốn ở bên em sao? Cô gái anh yêu thương đã phản bội anh, hay là vì anh thương hại em? Hay anh muốn cho chị ấy biết, dù không có chị ấy thì vẫn có một cô gái khác luôn sẵn sàng vứt bỏ tự trọng đến bên anh? Cần anh đến ngu ngốc như vậy? Không phải như vậy, em nghe anh giải thích đã. Anh à, chuyện em yêu anh là thật. Em tình nguyện bên anh trong suốt thời gian qua cũng là thật. Nhưng em cũng có giá trị và nhân cách của mình chứ. Em cũng đâu đến nỗi xấu xí không kiếm được chồng đâu. Anh đừng có hạ thấp bản thân em như thế. Em không muốn anh thương hại mà bố thí cho em chút tình cảm. Em không thảm bại đến mức cầu xin tình cảm của anh đâu. Cách đây 2 tháng em đã rời khỏi Sài Gòn. Kể từ đêm hôm đó, em suy nghĩ rất nhiều rồi. Em đi nơi khác để quên anh. Nhưng rồi em không làm được. Em quay về Sài Gòn với ý định tìm anh. Em đã muốn thử cố gắng thêm một lần cuối cùng nữa. Như anh biết đấy, hôm ấy em đã gặp chị Hằng. Chị gặp em để khẳng định rằng chủ quyền của mình, để cho em biết anh là của chị ấy. Lúc đó em đã biết mình không còn gì để cố gắng nữa rồi. Em đã quyết định tới đây. Bây giờ anh đối với em không còn quan trọng nữa. Ái Linh nói đúng. Anh là một thằng hèn. Đáng lẽ chuyện giữa anh và Hằng không hề liên quan đến cô. Đáng lẽ ra anh phải làm rõ mọi chuyện với Hằng để cô ấy không tìm đến Linh và nói những lời khó nghe như vậy. Lẽ ra anh nên nói cho Hằng biết rằng anh đã yêu Ái Linh. Nhưng không, anh đã im lặng. Anh đã để mọi chuyện đi quá xa. Giờ đây anh không có tư cách gì để xin Ái Linh cho anh một cơ hội. Anh không đáng có được tình yêu của cô. Ái Linh đứng dậy ra về. Cô bước nhẹ về phía biển. Một mình đặt những bước chân trần trên cát, cô đi xa dần, xa dần. Còn một mình anh ngồi đó nhìn Ái Linh bước đi. Mọi thứ trong anh sụp đổ. Anh vùng dậy chạy theo cô.
Anh không cho phép mình buông tay như thế. Anh sẽ giữ cô lại. Bước chân của anh nặng trĩu trên cát. Những hạt cát cứ bám chặt vào chân của anh, làm anh không thể chạy nhanh được. Nhưng nó không làm anh chậm lại. Anh sẽ lại đuổi đến khi nào kịp thì thôi. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ái Linh nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh dụi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô mà hít hà. Cô vùng vẫy nhưng anh đã ghì chặt. Anh ấp má mình vào má của cô. Từ phía sau, anh ôm chặt cô rồi thì thầm. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì em cũng cho là ngụy biện. Nhưng xin em hãy nghe tôi nói. Anh yêu em. Anh thật sự đã yêu em mất rồi. Một lời yêu thương muộn màng, nhưng em hãy để cho anh nói suốt quãng thời gian còn lại được không em? Xin em đừng rời xa anh. Anh không thể nào sống thiếu em được. Anh đã quen với việc có em bên cạnh, cho tới khi anh nhận ra rằng anh có thể sẽ mất em mãi mãi. Ái Linh không nói gì, cô khóc nức lên. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương khi yêu anh rồi. Có lẽ suốt thời gian qua cô chưa bao giờ khóc một trận như thế. Cô luôn gồng mình chịu đựng tất cả những nỗi đau mà anh ban tặng. Cô đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình đánh vào ngực của anh. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Anh đi đi, anh làm khổ em. Anh luôn làm em đau, đến nghẹt thở như vậy thì anh còn tìm em làm cái gì? Suốt thời gian qua anh hắt hủi em thế nào? Anh có biết em đã trải qua những gì không? Anh có biết không hả? Cô vừa đánh anh vừa nói trong nước mắt. Nhìn người con gái mình yêu đang run lên vì đau khổ, anh thật sự chẳng sung sướng gì. Trái tim của anh như bị bóp nghẹn. Khẽ nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô lên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của cô. Nụ hôn đầy nước mắt, cũng đầy đồng cháy. Hôn cho những ngày xa cách. Nụ hôn ngọt ngào, mang theo vị mặn của nước mắt. Giữa mênh mông đất trời, anh và cô như hòa làm một. Tiếng sóng biển khe khẽ đập vào bờ, những khúc nhạc giữa thiên nhiên. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt của anh. Anh ốm đi nhiều quá, thấy cô cứ nhìn ngắm mình như vậy, không chịu được, anh liền kéo nhẹ cô vào lòng, ôm thật chặt. Nhớ anh đến vậy sao? Rất nhớ. Cảm ơn em Ái Linh, anh yêu em. Từ ngày hôm nay, chúng ta luôn ở bên nhau em nhé. Suốt những tháng ngày vừa qua, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được bên em rồi. Hãy cùng anh đi đến suốt cuộc đời em nhé. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Đừng làm em tổn thương nữa anh nhé. Em thật sự không đủ can đảm sống tiếp nếu rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa đâu. Anh hứa anh sẽ không để cho em chịu khổ thêm bất cứ một phút giây nào nữa đâu. Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Anh à, thời gian xa anh, em cũng đã yêu thêm một người nữa rồi đấy. Người đó là động lực để em cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn lúc em muốn buông xuôi. Anh sững sờ nhìn cô, không tin nổi những lời cô vừa nói. Anh buông thõng tay ra. Ánh mắt anh hiện lên một nỗi đau xót tột cùng. Em nói sao? Em yêu người khác sao? Là thật sao? Là thật. Em đã yêu thêm một người nữa. Cô nắm lấy bàn tay của anh, đặt lên bụng của mình. Em đã yêu thêm một người, là một thiên thần bé nhỏ của chúng ta, là con của em và anh. Lúc này tay anh như ù đi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ôm chầm lấy cô. Linh, em nói thật chứ? Anh có con rồi sao? Anh sắp được làm cha rồi sao? Cô đưa bàn tay bé nhỏ của mình ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, dụi đầu vào lòng của anh thì thầm. Đúng vậy, anh sắp được làm ba rồi, là con của chúng ta đấy. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh hạnh phúc quá Linh à. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh. Cảm ơn em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là một hạnh phúc. Cảm ơn em đã mang đến cho anh thiên thần bé nhỏ này. Cảm ơn em vì tất cả. Bây giờ anh chỉ muốn nói với em rằng anh sẽ yêu thương em và con của chúng ta suốt quãng đời còn lại. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh muốn những đêm về sau trên chiếc giường rộng lớn của mình sẽ có em nằm bên cạnh làm vợ anh nhé. Cô mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh. Giữa biển trời mênh mông rộng lớn, cô đã có được tình yêu mà cô hằng mong ước. Ái Linh dựa đầu vào vai của anh, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập bên những con sóng dập dìu của thiên nhiên. Trở lại Sài Gòn sau bao giông bão, anh nắm chặt tay cô bước đi trong dòng người đông đúc. Bây giờ đối với anh không có gì quan trọng hơn cô lúc này. Anh và cô về nhà trong sự ngạc nhiên của ba mẹ cô. Hai đứa sao lại đi cùng nhau?
Anh dắt tay cô đến trước mặt ba mẹ cô. Anh đứng nghiêm túc, cúi đầu lễ phép. Thưa hai bác, xin hai bác đồng ý cho chúng con được cưới nhau ạ. Ba mẹ cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Việc này là sao chứ? Hai đứa con muốn cưới hả? Anh thả tay cô ra, bước lại gần ba mẹ cô quỳ gối xuống. Thưa hai bác, trong suốt thời gian qua, con đã không nhận ra được tình cảm của mình với Linh. Để khi cô ấy rời xa, con mới chợt nhận ra rằng chẳng có ai có thể thay thế được cô ấy. Con mong hai bác tha thứ cho những tổn thương mà con đã gây ra cho cô ấy. Con mong hai bác chấp nhận con để chúng con đến với nhau. Cô rất quan trọng với con. Ba cô cúi xuống đưa anh đứng dậy, đưa bàn tay cô nắm vào tay anh, rồi dịu dàng nói. Ba rất vui vì các con đã tìm được nhau trong biển người rộng lớn. Ba thật sự rất vui khi thấy các con có được hạnh phúc. Ba mẹ chỉ có mỗi một đứa con gái cưng này thôi. Bây giờ ba mẹ giao nó cho con. Con hãy chăm sóc yêu thương nó thay ba mẹ nhé. Dù có khó khăn vất vả thế nào, các con hãy cùng nhau nắm tay vượt qua con nhé. Con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ. Cô khóc nức lên ôm lấy ba mẹ của mình. Con ngoan, sắp có chồng rồi mà còn khóc nhè sao? Mẹ cô trêu chọc cô. Đúng rồi đó vợ, nín đi, ảnh hưởng tới con của chúng mình đấy. Con của chúng ta sao? Ba mẹ cô đồng thanh. Dạ, cô ấy có thai rồi. Thật hả con? Ba mẹ sắp có cháu rồi sao? Vâng, thật đó mẹ. Mẹ sắp có cháu bé rồi, mẹ vui quá. Chúng ta mau chuẩn bị lễ cưới thôi. Cả gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Anh cũng nhanh chóng báo tin cho ba mẹ của mình. Cả hai ông bà cũng ngạc nhiên không kém. Không tin nổi là con trai của mình sắp cưới vợ và còn sắp có cháu nữa. Ngay lập tức mẹ anh đã bay ngay về nước để chăm sóc con dâu và cháu nội của mình. Một tuần sau, cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp. Cùng nắm tay anh tiến vào lễ đường, cùng nhau thể nguyện sống bên nhau trọn đời. Một hôn lễ hạnh phúc. Sau khi biết anh kết hôn, Diễm Hằng cũng đã từ bỏ anh và quay trở lại Pháp. Còn tên người yêu cũ của cô cũng chỉ nghe Ly kể lại là anh ta đã trắng tay, mất tất cả rồi. Cũng chỉ vì lòng tham không đáy của mình mà thôi. Còn Ly, cô bạn thân của cô bây giờ đã trở thành nhà thiết kế chính của Star và cũng đang hẹn hò cùng với Duy, anh chàng trợ lý đẹp trai. Hiện tại, cô rất hài lòng về cuộc sống của mình. Niềm vui nhân đôi khi cô mang thai con trai. Anh yêu thương chiều chuộng cô hết mức có thể. Anh dành làm tất cả mọi việc giúp cô, không cho cô động tay vào việc gì hết. Anh dành tất cả thời gian để đưa cô đi chơi. Nhiều khi nằm ôm nhau, anh thì thầm bên tai cô. Vợ ơi, em có tin vào duyên phận không? Còn anh thì rất tin. Ghét của nào, trời trao của nấy. Đúng là không sai. Cảm ơn em đã mang cho anh một tình yêu chân thành, tận sâu trong trái tim. Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em làm vợ, vì em chính là định mệnh của đời anh. Anh yêu em vợ à? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.